Good morning. Welcome to Anaheim Online, Anaheim Church. Welcome again on a Sunday morning. We want to, wherever you're at, to join with our church congregation, our church body, in worshiping Christ together. So I just want to welcome you. So I want to ask you, are you having a good morning? Are you feeling joyful? Are you feeling ready? If not, I invite you to turn to the person like we always do. If you're not, then again, hug yourself if that's the case. But I want you to show your joy, show your happiness with a smile. Can you do that? So turn to the next person, show a big smile, show that you have joy in your heart, if just happy to be here. If not, you can tickle the person next to you. There's no social distancing there. So just come and worship together. So that's, as we think about that joy, what makes you joyful? That's a question I have for us this morning, is what makes you joyful? You know, is the circumstances that make you joyful? Is what we go through makes you joyful? Or how you feel in the morning makes you joyful? But the better question is not just what makes you joyful, but who makes you joyful? And this morning, as we think about who makes us joyful, it is in our King, King Jesus. And we're going to read us in the Psalms this morning what makes him joyful is being in the presence of his Father, the one true God. And so as citizens of the King, we have that same joy by being in his presence. We say that being in your presence gives me joy. So we will come and join with that joy as we hear from his word. So we'll read in the theme verse this morning in verses 5-6 of being in the presence of God, that you give us joy in that presence. So let's read together. We'll read first in English and then Vietnamese. Through the victories you gave, his glory is great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him eternal blessings and made him glad with joy of your presence. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. You made him glad with the joy of your presence. Just being in the presence of God gives the king joy. In that same way, we are coming wherever you're at, whether in your room, in your house, wherever you are coming, you are before the throne of God. You are in his presence. There is no social distancing there. He is in your midst. And not just that, but he is a good and gracious God. And that's what gives us joy, that we are before the most beautiful, most splendor, most majestic person that loves us so dearly, and we love him as well. So what makes us joyful is being before our King. It's seeing his glory. That's what gives us joy. To hear his praises, that's what gives us joy. So whatever circumstance we face in this week, difficult, simple, something immense, or just very minuscule, if we feel like we have the freedom or we don't have the freedom, we say, wherever I'm at, I have joy because I'm with the King. I belong to the King, and he's the King who reigns, and he's the victorious King. So we want to come and proclaim his majesty and say, Lord, we have joy because of you. Điều gì làm cho chúng ta vui mừng trong ngày hôm nay? Ai làm cho chúng ta vui mừng? Và chúng ta vui mừng bởi vì chúng ta được ở sự hiện diện trước mặt Chúa trong ngày hôm nay. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa, chúng ta nghe sự thờ phượng của tất cả con dân của Chúa. Và điều hoàn cảnh nào mà chúng ta đang đi qua, sự khó nhọc hay là sự buồn phiền, chúng ta có sự vui mừng bởi vì chúng ta đang ở trong trước sự hiện diện của vua. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là con dân bởi vì Chúa là vua, Chúa trị vì, và chúng ta đến để ca ngợi Chúa Majesty. And so let's come together, put your hands together as we think about him, and we want to lift him up. So come with the joy that he has, the majesty of God. Majesty.
worship His majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority. All from His throne unto His own, His anthem raise. Let's sing that again. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority. Flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, God glorified, King of all kings. Hoje à noite, tenha vim quando é dão. Cứ ngồi chi than, nguồn tin tư so trả ngân ngân. Hoje à noite, thiên vương quý giá ngài ơn. Núi cao bình san khắp nơi trời cao, lời suy tôn từ tim nhân gian dâng lên ngôi giáo ngài, cùng dâng lên ngài cần tương hô sẽ xuống là tự tha. Ôi rằng đời linh thiêng thiêng dư ngàn đời, các vũ thần công ta hãy sự chết thiên vương vương sinh. Proclaim the glory of the Lord. Let every tongue confess He reigns. Lift up His name and praises forever. Proclaim the glory of the Lord. Make known His mighty deeds to all. Take up the call, let every nation know. He is our Messiah, our Savior and our King. Let all the choices join as one and fill the earth with singing. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. He is our Messiah. He is our Messiah, our Savior and our King. Let all the voices join as one and fill the earth with singing. Glory to our God, His greatness we applaud. Let every race on every shore proclaim the glory of the Lord. Majesty, we worship Him. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus, unto Jesus be glory, honor, and praise. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. We praise Him. We lift Him up. He is to be glorious and in all His splendor.
Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Oh God, Most High, Almighty King, the champion of heaven, Lord of everything. You've won, you've fought, that lost its thing, and standing in your victory we sing. You have broken the chains that held our captive soul. Ngài đã chiến thắng cõi chết để mang trọn vẹn cứu ơn. Ngờ tay hoàn toàn vào thảm sự sống, Ngài giúp sống cách đắc thắng trong mọi hoàn cảnh. The king because of his victory over the greatest enemies, over sin and death. But it was through victory, it's through his salvation. It says in Psalms that we'll be reading, through his suffering, through his salvation, it was glory and honor. But that came through suffering, that came for him coming and becoming a man in our likeness to suffer in our place. So that is a king we honor. What great majesty in him, the fairest Lord Jesus of all.
chair. Sao đâu ông God. Amen. Thee will I cherish. Thee will I honor. Thou my soul's glory. Let us read of our King and let us give him the glory and honor in Psalm 21. I'll read in English, if you can read all together. Chúng ta cùng đọc chung với nhau ở trong Thi Thiên 21. Psalm 21. The King rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give. You have granted him his desire and have not withheld the requests of his lips. You came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life and you gave it to him, length of days forever and ever. Through the victories you gave, his glory is great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him unending blessings and made him glad with the joy of your presence. For the king trusts in the Lord. Though through the unfailing love of the Most High, he will not be shaken. Your hand will lay hold on all your enemies. Your right hand will seize your foes. When you appear for battle, you will burn them up as in a blazing furnace. The Lord will swallow them up in his wrath, and his fire will consume them. You will destroy their descendants from the earth, their posterity from mankind.
Though they plot evil against you and devise wicked schemes, they cannot succeed. You will make them turn their backs when you aim at them with drawn bow. Be exalted in your strength, Lord. We will sing and praise your might. Chúng ta cùng đọc chung với nhau Thi Thiên 21. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người đều lòng người ước ao, không từ chối sự gì môi người cầu xin. Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người, đổi trên đầu người mão triều bằng vàng ròng. Người cầu xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người, đến đổi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô cùng. Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay. Chúa mặc cho người sự sang trọng oai nghi. Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa. Vì vua tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhờ sự nhân từ của Đấng Chí Cao, người sẽ không rúng động. Tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài. Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó như lò lửa hừng. Đức Giê-hô-va sẽ nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ, và lửa sẽ tiêu đốt họ đi. Chúa sẽ diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất, và dòng dõi họ giữa các con cái loài người. Vì chúng nó đã toan hại Chúa, sanh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó say lưng, sửa dây cung Chúa lấy mặt chúng nó. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài. You may be seated. As of now is the time we have chance to respond to the word that we have just read and we have just heard being proclaimed about God and the King that we have spoken of. So we have a chance to respond to that in thanksgiving. So if you recall, as we think about this psalm, that Psalm 20 last week talked about the prayer for the king. And this is the partner to that psalm. So Psalm 20 is the prayer. Psalm 21 is the praise. Psalm 20 was asking for deliverance. And Psalm 21 is the joy in that deliverance of an answered prayer. And both psalms were written by David and for the king at that time, led by the king in prayer for the king and also in response and in for the king in terms of praise as well. But even as David wrote that in the Holy Spirit, it points to a greater king. It points to the greatest king who is in the Messiah. So we'll go and spend time and understand what we would understand and know and learn and respond to the King that we praise and worship. Chúng ta sẽ có thời giờ để đáp ứng với lời của Chúa qua Thi Thiên. Chúng ta nhớ Thi Thiên 20 của tuần vừa rồi là lời cầu nguyện của vị vua cho một vị vua, và Thi Thiên 21 ngày hôm nay là lời ngợi khen bởi vì Chúa đáp ứng lời cầu nguyện. Và cả hai thi thiên chúng ta thấy đó là lời cầu nguyện và của một vị vua. Và thi thiên để dẫn chúng ta đến một vị vua lớn nhất, đó là Chúa Giê-xu, là Đấng Mê-si. Và sự vinh hiển của vua ở chúng ta thấy được trong Thi Thiên 21 này, sự vinh hiển của vua ở trong Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của vua ở trong sự chiến thắng. So we're going to respond to this, the psalm, the word of God this morning in two ways. First, in verses 1 to 6, it talks about the king's glory in God. And the second part, it's the king's glory in victory. So as we look at verses 1 to 6 here, we see that there's a king's glory in God. There, you'll see over and over that you make, you give, you will. And it's talking about the Lord. The Lord gives, the Lord makes, the Lord allows it to happen, the Lord gifts in that way. And so we first see two aspects. One is the joy in the Lord, the experience of joy in the Lord, the safety and victory that is in Him. So it's, that's why in verses 1 it says, the king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give.
So we see that that experience of joy is in the Lord, a safety and victory. But not just that, but then he answers prayers because his life is in aligned with his will, with God's will. So you have granted him his heart's desire and have not withheld the requests of his lips. This is an answered prayer to what was mentioned in Psalm 20, to give him the desire of his heart. And here we see that God has given him the desire of his heart because his desire is also God's desire. And so we see the joy of being in the Lord. And the second part of that is not just the experience of joy in the Lord, but there's a blessing that we receive in the Lord as we see the king receiving from the Lord here in verses 3 to 6. And we see, you came to greet him with blessings. You placed a crown of pure gold on his head. And so we see different things here. We see four aspects. You see the rain that's given, the crown of pure gold. That is given by God to the anointed we see here, the king. And not just that, but secondly, he's given him life. He asked for life, and you gave it to him, length of days forever. And then he gives him glory, that out of this you have received, his glory is great. You have bestowed splendor and majesty. And lastly, he's given him his very presence, that you have made him glad with the joy of your presence. So he's given him the rain, life, the glory, in his presence. And so that is the God that gives, God that graciously gives, that graciously and liberally gives. And even as David was writing this, he was writing in response to him in the temporal sense. But God fulfilled it in Christ when he says, I'll give him the length of days forever. He will reign forever. That is pointing to the Messiah. So even the request that he's given, that he's asked, that God even exceeds what David was even asking for. So that is the God that we have, and the God did that to honor Christ. Like, all of this is to honor Christ. And so as we think about this, the glory of God, of the king, the king's glory in God, we have to see that there is glory of Christ because we are in God and we are for the king. So we want to spend some time to respond to this. And ask, you know, we may have asked the prayers in Psalm 20. Now we see the answered prayers in Psalm 21. So the question I have for you is twofold as we think about what to share. One is, think about the list that you wrote last week, all the anxieties. How has God answered your prayers? How has God answered those needs and those prayers to him? And the second part of that is, how has his answer glorified Christ? How has his answer to those prayers and those needs and that you brought before him, how does that honor and give majesty to Jesus? So I want you to take some time to do that and reflect on what you shared last week. Say, how did God answer? Lord, I thank you for answering these prayers. But I see how you also honored Christ by answering those prayers and through your faithfulness, through your graciousness, and so forth. So share with each other, or even if you write, if you're alone, spend some time just to reflect, how has God glorified Christ by answering your prayer? Chúng ta để ý ở trong Thi Thiên 21 có hai phần, từ câu 1 đến câu 6, cho chúng ta thấy sự vinh hiển của vua ở trong Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy kinh nghiệm niềm vui được ở trong Chúa và kinh nghiệm được Chúa trả lời. Như ở đây chúng ta thấy, nhân năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng. Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao. Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, không từ chối sự gì mọi người cầu xin. Và chúng thấy vua kinh nghiệm niềm vui, được niềm vui ở trong Đức Chúa Trời. Và một điểm nữa, chúng ta thấy vua kinh nghiệm được phước lành của Chúa. Phước lành, cái sự thể sự phước lành ở đây là sự tế trị, sự sống và sự vinh hiển và sự có mặt, sự hiện diện của Chúa. Và Chúa ban cho chúng ta rất là dư dật, và Chúa ban cho chúng ta để mà làm vinh hiển Chúa Giêsu. Và để chúng ta đi đến cái chỗ
chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Nếu chúng ta ngồi một mình thì chúng ta suy nghĩ đến hai câu hỏi này. Chúa đã trả lời những cái câu những lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Và Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện đó để tôn đại Chúa Giêsu như thế nào? Đó là hai câu hỏi. Chúa đã trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào? Và những lời sự trả lời của Chúa đó làm tôn đại Chúa Giêsu như thế nào? Nếu chúng ta ngồi một mình thì chúng ta viết xuống, chúng ta suy nghĩ điều đó. Nếu chúng ta ngồi cạnh một người khác thì chúng ta chia sẻ với nhau hai câu hỏi đó. After you have shared with one another, you want to continue on to see the second half of this psalm and how to respond that the king is glory, king's glory is in God, but also the king's glory is in victory. That this king trusted in the Father's loving kindness and he was not shaken. As you remember, he didn't trust, as Psalm 20 mentioned, not in chariots or horses, but in the name of the Lord. And so this is the king that trusted in the plan of God, the plan of redemption, and he was not shaken. And what happens with that is complete victory. And we see throughout this second half that this complete victory over all enemies, that no enemy will be hidden. That he will find all enemies. We see that in verses 8. Your hand will lay hold on all your enemies. Your right hand will seize your foes. And no injustice, secondly, will be forgotten. Every enemy will be destroyed. Every objection to the kingship of our king will be destroyed. And we see that in the burning up with the blazing furnace. And then lastly, we see that no plan that they have will succeed. And even the plans that they were conspiring to do will turn against them. And we see that most evidently at the cross, where they plotted evil against you in verses 11. They devised wicked schemes. And then what happened? You will make them turn their back and you aim at them with a drawn bow. And you see that all of their plans will go down and they will be completely conquered. And so this is what we see that God, Jesus, our King, will be victorious. He's going to be victorious, and he will be victorious over all his enemies. And that gives us confidence to say, we are on the Lord's side. We have confidence against any enemy that stands against us, Satan, sin, and all those who oppose him, because we know that the gates of hell will not prevail against his church. However, as we read that as well, we think of those that are not on the Lord's side. If you're not on the Lord's side, then there's terror. And if you think of those that we know that are not on the Lord's side, there's heartbreak, because they will be found and they will be destroyed and they will be completely conquered. And all their plans and the excuses they have, it will turn against them. And so that is the response we also have as we think about the victory in Christ. The glory of Christ will be also revealed against all sinners, against all wickedness. And therefore, we have to pray for our friends and family that do not know him, especially in this time where we see the futility of life and the urgency of the ends of life. But like this king, this same king has made a way of salvation to show victory that they may have if they will receive him as their king. So I want you, as we think about our response, our prayer request is, think of one person or face who now lives as an enemy of the king. That if they go on this way of living, there will be no hiding for them. There will be God's justice completely on them. And I want you to just close your eyes, think of their face, and lift them up in prayer. Say, Lord, reach them and open your mouth as in terms of what opportunities to share about the King Jesus that you know, so that they may join and experience the joy of being a follower of the King. Phần thứ nhì mà chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 21 là từ câu 7 đến câu 13, đó là sự vinh hiển của vua ở trong sự chiến thắng. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu tin cậy vào lòng nhân từ của Đức Chúa Cha. Và chúng ta thấy ở trong đây, như là câu số 8, Chúa, tay Chúa sẽ tìm được các kẻ thù nghịch Chúa, tay hữu Chúa sẽ kiếm được những kẻ ghét Ngài.
Trong lúc Chúa nổi giận, Chúa sẽ làm cho chúng nó hư như lò lửa hừng, nuốt chúng nó trong khi nổi thạnh nộ và lửa thiêu đốt họ đi. Chúa diệt con cháu chúng nó khỏi mặt đất và dòng dõi họ giữa các con cái loài người. Chúa đã toan hại Chúa sanh những vì chúng nó đã toan hại Chúa, sanh mưu kế mà chúng nó không thể làm thành được. Chúa sẽ khiến chúng nó xây lưng lại, sửa dây cung, Chúa lấy mặt chúng nó. Chúng ta thấy là sự chiến thắng toàn vẹn ở trong Chúa, và chúng ta biết là những người thuộc về Chúa, những người ở về phía của Chúa thì có được sự tự tin, và những người thuộc về Chúa sẽ được sự chiến thắng kẻ thù. Và những người ở xa Chúa thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy có một cái sự kinh hãi rất là rõ ràng và có sự đau lòng. Để chúng ta đến cái phần chia sẻ tiếp tục, chúng ta nghĩ đến một người nào đang ở ngoài Chúa, là kẻ thù của Chúa, sống xa Chúa, chúng ta cầu nguyện cho người đó. Cũng giống như trong thời gian này, chúng ta đi qua thời gian này, có nhiều người bệnh hoạn, có nhiều người chưa tin Chúa, nằm trên giường bệnh, đang đối diện với sự chết. Đó, chúng ta cầu nguyện cho người đó. So as we think about the honor and the splendor of the King, His glory both in God and both in His victory over all enemies. And so at the end, we join in with the psalmist and says, "Be exalted in your strength. We will sing and praise your power." So as we want to have to declare that we belong to the King, that we want to honor the King by coming to Him with an offering as an act of worship. So again, refer to the website for further instructions on the details of that. But come with a heart of worship in your offering as well, as we do that week to week, recognizing that everything I have is not my own, that I live not for myself, but I live to honor the splendor of Jesus, who is the one who reigns, who is the majestic one that God has chosen. So let us come with our offering during that time and say, "Lord, I come before your throne because you are my King and you are my Lord." Chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa về sự chiến thắng của Chúa. Như tác giả Thi Thiên kết thúc ở đây: "Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài, thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài." Chúng ta ngợi khen quyền năng của Chúa, chúng ta đến ca ngợi Chúa, và chúng ta đến tiếp tục thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến. Xin chúng ta để ý đến trên mạng để xem chi tiết, để chúng ta biết dâng hiến như thế nào. Chúng ta theo dõi ở trên mạng về điều đó. Và chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa, chúng ta đến ca ngợi Chúa là vua, Chúa của nhân loại. So I invite you where you are, just come and stand in the presence of your King. Just have your hands lifted, just open to Him and say, "Lord, what I have belongs to you. All that I am belongs to you. I am no longer an enemy, but I am now your son and your daughter. And I enter into the joy of knowing you." Ta nâng tay cao lên với Chúa. Ta nói với Chúa, chúng con không là kẻ thù của Chúa nữa. Chúng con thuộc về Ngài. Lord, I come before you now and worship in your presence. Lord, I come before you now and worship at your throne. Jesus, my Jesus, my Lord, Jesus, the one that I adore. Oh, you are my peace, you are my joy.
forevermore. Giờ càng đến trước mỗi Thiên Chúa, nguyện thờ phụng đáng con yêu thương. Giờ càng đến trước mỗi viên hiên, lòng này nguyện thờ phương thờ phượng Chúa. Chúng ta đã chú ý đến sự ca ngợi tôn vinh Chúa của chúng ta. Chúng ta đã dâng hiến để đem Chúa sự vinh hiển, và chúng ta đã đọc lời Chúa và được nhắc nhở rằng tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta hướng về chương trình đời đời của Chúa trong ngày tháng hiện tại cũng như trong cõi đời đời, đó là đem sự vinh hiển cho Chúa Giêsu của chúng ta và cho chúng ta trong đời sống của mình càng ngày càng giống Chúa hơn. Nên trong giờ cầu nguyện này, chúng ta muốn để tâm thần của chúng ta chú ý đến điều đó, để công việc đời đời của Chúa được thực hiện trong chúng ta, cho đem vinh hiển đến với Chúa Giêsu. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lời Chúa, như lời Chúa đã phán dạy và như chúng con đã đọc trong lời của Chúa, Chúa đem tất cả mọi sự vinh hiển đem về Chúa Giêsu của chúng con. Đó là chương trình và mục đích đời đời của Chúa. Trong sự cứu rỗi của chúng con được thay đổi, được cứu rỗi để chúng con trở nên giống Chúa Giêsu của chúng con càng ngày càng hơn. Để trong cõi đời đời, trong sự vinh hiển Chúa ban cho chúng con, thì chúng con đem tất cả mọi sự vinh hiển đến cho Chúa Giêsu. Trong ngày tháng hiện tại của chúng con, khi chúng con sống, đối diện với mọi nhu cầu, mọi thách thức, đối diện với tất cả những khó khăn trong đời sống của chúng con, hay là những hanh thông và những sự thịnh vượng mà Chúa ban cho, cũng để cho chúng con sống hướng về Chúa Giêsu, hầu việc Chúa Giêsu, đem sự vinh hiển đến dân Chúa Giêsu. Và tất cả Chúa ban những gì trong đời sống của chúng con, trong hội thánh của chúng con, cũng là để cho chúng con phục vụ Chúa Giêsu và rao truyền sự vinh hiển của Chúa và đem mọi người đến trong sự tôn thờ Chúa Giêsu. Chúa đã lấy phước lành và tất cả những mão triều bằng vàng ròng và sự sống ban cho bày tỏ ra trong Chúa Giêsu,
để chúng con được nối kết với Chúa, được tận hưởng Chúa và trong mọi điều trong đời sống chúng con sống cho Chúa và làm cho Chúa được vinh hiển. Chúng con đến để thưa với Chúa rằng xin Chúa trước hết tha tội lỗi cho chúng con, bởi vì sự chú ý hàng ngày của chúng con và chú ý ngay cả bây giờ của chúng con cũng thường xuyên không thuộc về Chúa Giêsu, không để Chúa ở giữa và không đem sự vinh hiển của Chúa làm điều đeo đuổi tột đỉnh của đời sống chúng con. Xin Chúa xoay chuyển lòng chúng con để trở thành trân quý với Chúa Giêsu của chúng con, để vui mừng trong sự vinh hiển của Chúa và tất cả mọi nhu cầu đời sống, mọi đeo đuổi của đời sống, mọi xoay chuyển của đời sống chúng con cuối cùng sẽ hướng về Chúa Giêsu cho sự vinh hiển của Ngài, để chúng con sống hầu việc Chúa bây giờ, tôn đại Chúa bây giờ, truyền rao danh vinh hiển của Chúa và phúc âm của Chúa, để đến ngày Chúa Giêsu của chúng con trở lại, chúng con cũng được đứng trong vinh hiển của Chúa và làm cho Chúa càng tôn quý, vinh quang, chói sáng như Ngài xứng đáng để được nhận trong chương trình đời đời của Đức Chúa Cha. Xin Chúa dùng chúng con cho sự vinh hiển của Chúa và cho chúng con phản ảnh điều đó trong đời sống hàng ngày của chúng con, trong gia đình, trong hội thánh, trong xã hội, trong công việc làm và tất cả trong chúng con bày tỏ sự trân quý đó, làm oai nghi, đem phước hạnh, đem sự vui mừng, đem sự trông cậy, chúc tụng dân Chúa của chúng con. Sự vinh hiển của Chúa là lẽ sống cho chúng con. Xin Chúa dẫn con đi trong chúng con đi trong đường lối đó và cho chúng con sống tôn đại Chúa của chúng con bây giờ và đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con đồng lòng cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục trong sự thờ phượng, và hồi nãy chúng ta thờ phượng, chúng ta vui mừng ở trong sự hiện diện của Chúa, và chúng ta sẽ tiếp tục trong sự vui mừng đó, trong sự nối kết với nhau. Sau giờ thờ phượng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gọi vô số điện thoại và số mật mã mà tuần vừa rồi tất cả chúng ta ở trong nhóm nhỏ của mình, chúng ta dùng số điện thoại và số mật mã của mình đã dùng tuần vừa rồi. Và hôm nay, tuần này thì chúng ta sẽ gọi vô lúc 11 giờ rưỡi. Chúng ta tiếp tục trong cái sự thông công với nhau lúc 11 giờ rưỡi để chúng ta có thời giờ để ôn lại những điều chúng ta học trong ngày hôm nay và để cầu nguyện cho nhau. Chúng ta nhớ điều đó. Và trong sự cầu nguyện, chúng ta cũng nhớ đến mục tiêu cầu nguyện của Hội Thánh trong tháng này là viện dưỡng lão. Và chúng ta không có phục vụ trong viện dưỡng lão, nhưng mà chúng ta nhớ đến các anh chị em ở trong core team để cầu nguyện cho họ. Và chúng ta cũng nhớ đến các bác trong thời gian này không có được nhiều người thăm viếng, và chúng ta cầu nguyện để Chúa an ủi các bác trong thời giờ này. Và để tiếp tục thờ phượng Chúa, chúng ta xin Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta lắng nghe lời của Chúa ở trong sách Corinto thứ nhất, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 21. Corinto thứ nhất, đoạn 4, từ câu 6 đến câu 21. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe anh người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khỏi sự cai trị. Thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chân Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sao rốt mọi người, giống như phu tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi chẳng chịu đói khát, vẫn chịu đói khát trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rầy đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan,
chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, bận bã, cận bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có 10.000 thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em, người đã nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Cảm ơn lời Chúa. Chúng ta vừa nghe lời Chúa được tuyên đọc giữa vòng chúng ta, và khi chúng ta nghe lời đó thì lòng chúng ta trong đời công việc của Chúa thực hiện trong đời sống chúng ta, thay đổi chúng ta, đem chúng ta vào trong chỗ kinh nghiệm lời của Chúa, để Chúa sử dụng chúng ta cho công việc đời đời của Chúa, đem sự vinh hiển cho Chúa Giêsu của chúng ta, đem hội thánh vào trong chỗ được Chúa sử dụng cho quyền năng đời đời của Chúa và mục đích của Ngài. Chúng ta muốn lời đó xoáy động chúng ta, thay đổi chúng ta, cho nên chúng ta cần đến với Chúa để mở lòng ra trước lời của Chúa và xin Đức Thánh Linh làm công việc của Ngài. Xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin lời của Chúa đụng đến chúng con, thay đổi chúng con, dẫn chúng con vào trong chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu của chúng con, và cho chúng con vâng phục lời Chúa khi Đức Thánh Linh áp dụng vào trong đời sống của chúng con, để chúng con sống hữu hiệu cho Chúa, thực hiện công việc mà Ngài giao phó, gánh lấy cái gánh nặng thuộc linh mà Ngài muốn cho chúng con gánh cho danh của Ngài và cho nước của Ngài, để chúng con sống hữu hiệu cho danh Chúa, được tận hưởng Chúa, làm cho Chúa được tôn vinh, làm cho hội thánh Chúa được phát triển. Những người cần gặp Chúa có thể gặp Chúa qua chúng con và nối kết với chúng con để sống càng gần, càng giống Chúa hơn. Xin Chúa làm công việc của Chúa ngay bây giờ, trong khi chúng con lắng nghe, đem chúng con vào chỗ gặp gỡ Chúa, được thay đổi trong Chúa, làm Chúa được sáng danh. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đang ở phần thứ hai, thứ ba của bài học gánh nặng người thiên liêng. Chúng ta nói về những dấu hiệu của người thiên liêng đó trong cái phần kinh thánh mà chúng ta đã được vừa nghe. Nặng lòng khuyên bảo, nặng lòng sanh nở, nặng lòng làm gương, nặng lòng kỷ luật. Nên tôi muốn bắt đầu với lại một cái mẫu tin mà trong tuần rồi, trong tuần này chúng ta có nghe. Khi chúng ta đang sống với cái nạn dịch vi khuẩn mà đang xảy ra chung quanh chúng ta, đang hoành hành chung quanh chúng ta, thì có một người thiếu nữ sinh viên trường đại học đi party đi, đi ra biển, rồi nói là tôi sẽ không bao giờ bị bệnh, cho nên tôi sẽ không quan tâm tới cái chuyện phải chú ý tới chuyện đó. Nhưng mà hai ngày sau thì trên giường bệnh, ở trong bệnh viện, người đó xin lỗi, khóc lóc và nói rằng tôi rất là ân hận cái chuyện mà tôi nói. Tôi tưởng là mình sẽ không bị bệnh nhưng mình vẫn cứ bị bệnh như thường. Tôi suy nghĩ tới điều đó khi tôi nghĩ tới cái chữ ảo tưởng thuộc linh, sống trong một thế giới ảo. Mà chúng ta đang nói về người tín đồ hữu tại Hội Thánh Corinto. Họ sống trong thế giới ảo đó và họ tưởng rằng mình được cái kinh nghiệm thật sự ở trong Chúa. Nhưng mà cái vấn đề của họ thì chúng ta đã ôn lại mấy lần, cho nên tôi chỉ nêu ra bây giờ để chúng ta suy nghĩ tới, là một cái nail để chúng ta bước tới những cái bài học chúng ta hôm nay. Họ có vấn đề trong cái ảo tưởng thuộc linh của họ, đó là thứ nhất là họ sống vượt qua lời của Chúa, họ sống coi thường lời của Chúa, họ sống trên lời của Chúa, mà vẫn tưởng rằng mình có thể sống trong đời sống thuộc linh ở trong Chúa và thực hiện công việc của Ngài. Sứ đồ Phaolô nói trong câu số 6 là: hỡi anh em, ấy vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi chớ vượt qua lời đã chép. Chớ sống đặt mình trên lời của Chúa, chớ sống coi thường lời của Chúa. Cái chữ vượt qua lời đã chép là coi mình trọng hơn lời của Chúa.
Mình nói là mình yêu mến lời của Chúa, mình nói lời Chúa là trân quý, mình nói lời Chúa là lời mặc khải về chính Chúa, về ý muốn Chúa, về nước Chúa. Nhưng mà khi mình sống thì mình sống tùy theo lời của mình, tùy theo ý của mình, tùy theo giá trị của đời sống của mình, mà rất tương tự với giá trị của đời sống của thế giới xung quanh. Vừa có lời của Chúa, và sứ đồ Phaolô nói anh em sống như vậy thì anh em sống trong một cái ảo tưởng, nó không thể tiếp tục được. Rồi cái lý do thứ hai mà ông nói họ sống trong ảo tưởng là họ sống tuyên bố rằng mình là những người được kinh nghiệm ân điển Chúa, được cứu rỗi bởi ân điển Chúa của Chúa Giêsu, tất cả những gì mình nhận được là từ nơi Chúa. Nhưng mà khi trong cái sự đo lường liên hệ, trong cái chỗ quyết định, thì mình thấy rằng đời sống nó vẫn đi trong cái chỗ nương dựa trên công đức, nương dựa trên công việc làm, nương dựa trên những gì mình có thể thực hiện được. Cho nên ông hỏi trong câu số 7 là: bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì tại sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Ông nói là nếu mà sống trong ân điển thì cái đời sống đó bày tỏ ra cái giá trị của ân điển, cái sự liên hệ của chúng ta đối với người khác bày tỏ ra cái căn bản của ân điển. Những gì mình đã không xứng đáng thì mình làm sao đòi hỏi là mình xứng đáng với người khác, hay là nương dựa trên cái vấn đề xứng đáng với nhau để mà cư xử với nhau. Ông nói anh em đã nhận lãnh thì tại sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em đã nói rằng mình nhận được ân điển thì tại sao sống như là mình không có trong giá trị của ân điển? Rồi đó là cái ảo ảnh thứ hai, cái ảo tưởng thuộc linh thứ hai mà họ đang đối diện với thế giới ảo của họ. Họ là chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải đối diện những điều đó lại với chính mình. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề cái đời sống có sứ mệnh được giao phó cho đời sống của người tin Chúa. Người tin Chúa có một cái lối sống phải thực hiện, và cái lối sống đó phải phản ảnh cái mục đích mà Chúa thực hiện trong đời sống. Chúa kêu gọi đời sống đó để sống cho Chúa. Cho nên chúng ta được kêu gọi để sống cho Chúa, sống cho nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm trước hết nước Chúa, hầu việc Chúa, làm công việc cứu người. Thì sứ đồ Phaolô nói, nhưng mà nhìn vào trong đời sống của anh em tại hội thánh Corinto, và cũng trong đời sống chúng ta, trong đời sống của hội thánh chúng ta, thì ông nói sao tôi không thấy những điều đó được bày tỏ. Cái người tin Chúa mà chịu khổ vì Chúa, sống cho nước Đức Chúa Trời, hy sinh về hội thánh Chúa, nó có một cái lối sống, nó có một cái cách sống, nó có một cái giá trị sống được bày tỏ rất rõ ràng. Nhưng mà anh em nói rằng anh em được no đủ rồi, anh em được giàu có rồi, anh em chẳng nhờ đến chúng tôi, anh em đã làm vua cai trị rồi. Ông nói là anh em sống, anh em nói là đủ rồi, giàu rồi, được phước hạnh của Chúa. Chúa sẽ ban phước hạnh, Chúa sẽ ban chiến thắng, Chúa sẽ không đòi hỏi mình khổ sở, Chúa sẽ luôn luôn ban bình an, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh tật, Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu, Chúa sẽ trả lời mọi lời cầu nguyện. Tất cả những gì mình muốn đều mình được Chúa ban cho. Vì sao? Vì mình thuộc về Chúa, vì Chúa là đấng yêu thương ban phước cho mình. Ông nói là anh em sống trong ảo tưởng, tin lành đâu phải là tin lành của Chúa Giêsu. Tại vì nếu mà anh em hỏi là phải sống làm sao, thì Kinh Thánh trả lời rằng Đức Chúa Trời đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, Đức Chúa Trời đã đem chúng tôi lên để trình bày như là một cái mô hình của tất cả những người phải sống theo Chúa, và nói rằng giống như kẻ sau rốt của mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ và loài người cùng xem. Cái đời sống của người Cơ Đốc phải bày tỏ đúng theo cái mô hình mà Chúa muốn thực hiện, và Chúa đã đưa ra cái mô hình đó trong đời sống của các sứ đồ. Thì nói rằng chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Ông nói là cái đời sống của anh em hoàn toàn khác hơn, đi con đường đối nghịch lại, đi một cái hướng khác toàn vẹn, không có giống theo cái con đường của Chúa Giêsu đã bày tỏ ra trong đời sống của các sứ đồ. Thì ông nói là hai đời sống đó, hai lối sống đó không thể là giống nhau, không thể là một. Cho nên ông nói là anh em sống trong ảo tưởng khi anh em sống khác hơn với cái mô hình mà Chúa đòi hỏi, với một cái lối sống mà sai trật hay là xa lạ với lại giá trị sống mà Chúa ban cho, và cái công việc mà Chúa giao phó đòi hỏi một đời sống bày tỏ ra cái công việc đó, cái sự thi hành đó trong ngày tháng của mình. Và đó là cái chỗ mà mà các anh chị em trong hội thánh ở Corinto đang phải đối diện, và họ cần một cái sự thay đổi mới. Và ở đây sứ đồ Phaolô đưa ra
một cái đời sống Chúa đặt để vào trong cái cộng đồng như vậy, trong cái nhu cầu như vậy, trong cái chỗ thách thức như vậy, để có thể sống cho Chúa. Chúng ta gọi những người đó là cái người thiêng liêng, cái người thuộc linh, và người thuộc linh đó, người thiêng liêng đó sống có bày tỏ ra cái gánh nặng, bày tỏ ra cái dấu hiệu, bày tỏ ra công việc Chúa làm. Và chúng ta đưa ra trong tờ giảng bài đó là người dấu hiệu của người thiêng liêng là nặng lòng khuyên bảo, nặng lòng sanh nở, nặng lòng làm gương, nặng lòng kỷ luật. Chúng ta đã học qua phần đầu của phần 1 của cái giảng bài này, chúng ta đã học về nặng lòng khuyên bảo. Tôi chỉ ôn lại nhanh ở đây. Câu số 14, sứ đồ Phaolô nói rằng: "Tôi viết những điều này chẳng phải để cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy." Cái điều mà chúng ta thấy là trong một cái hoàn cảnh của hội thánh sống trong ảo tưởng, sống xa lìa lời của Chúa, sai trật với lời của Chúa, sống hâm hẩm, sống theo ý riêng của mình, với nhiều khó khăn, xung đột ở trong hội thánh, thì cần một cái nguồn mà Chúa có thể làm việc qua, qua những người có đời sống thiêng liêng, có tấm lòng thiêng liêng, và gánh cái gánh nặng của Chúa để thực hiện ở trong hội thánh đó. Thì điểm mà Chúa sẽ đem cái sự thay đổi là qua sự khuyên bảo của những người thiêng liêng ở trong hội thánh. Cho nên đòi hỏi cái sự liên hệ đúng ở trong hội thánh, và đòi hỏi một cái chỗ đứng gánh nặng mà Chúa giao phó để có thể thực hiện những cái sự dạy dỗ trong hội thánh. Thành thử chúng ta thấy là khi sứ đồ Phaolô bày tỏ ra chính cái gánh nặng của ông đối với hội thánh Cô-rinh-tô, thì chúng ta thấy cái dấu hiệu của người thiêng liêng này, và chúng ta thấy là những gì nói về sự liên hệ của sứ đồ Phaolô và hội thánh dạy dỗ rất nhiều cho chúng ta, cả về vấn đề lẽ đạo ông dạy, về những sự dạy dỗ nguyên tắc mà ông dạy, đụng tới cái vấn đề cảm xúc của ông, gánh nặng của ông, nước mắt của ông, sự thương cảm của ông và sự nặng lòng, phiền lòng của ông đối với hội thánh, cũng dạy cho chúng ta vào cái chỗ đứng của người của những người cần thiết ở trong công việc của hội thánh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái điều mà ông bắt đầu ông nói là: "Tôi biết những điều này cho anh em." Những điều này là những cái điều khó khăn trong đời sống của hội thánh Cô-rinh-tô mà chúng ta vừa nêu ra. Họ đứng cái chỗ sai trật mà họ tưởng là họ đúng. Họ đứng cái chỗ yếu kém, khô hạn, nghèo nàn, mà tưởng là họ giàu có, mạnh mẽ, được sung mãn. Và họ coi thường những người sứ đồ, đặc biệt là sứ đồ Phaolô. Họ thấy là họ không cần cái sự giúp đỡ nữa, họ thấy là họ có thể đi con đường riêng biệt của họ. Thì ở đây sứ đồ Phaolô ngừng các tín hữu tại Cô-rinh-tô lại, và cũng ngừng chúng ta lại sáng hôm nay, và đòi hỏi chúng ta phải đối diện với vấn đề nhận lấy lời khuyên bảo, nhận lấy lời sửa sai, nhận lấy cái sự dạy dỗ mà ông đang lại với những người trong hội thánh. Ông bắt đầu ông nói rằng: "Tôi biết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu." Tại vì ông biết rằng sẽ có cái sự hổ ngươi, có cái sự xấu hổ khi đối diện với những vấn đề mà ông sẽ nêu ra. Ông nói là cái mục đích là không phải để làm cho anh em hổ ngươi, nhưng có cái sự cần thiết để anh em phải đối diện với cái sự hổ ngươi, tức là cái sự xấu hổ, cái sự mất mặt ở đây. Và đây là điều mà những người trong hội thánh Cô-rinh-tô rất là sợ phải đối diện. Thì ông đòi hỏi cái sự đối diện đó. Họ không muốn mất mặt, họ không muốn hổ ngươi, họ không muốn bẻ mặt. Thì ông nói là: "Tôi không có mục đích để làm điều đó, nhưng mà nó đòi hỏi cái phải làm điều đó để có thể thay đổi anh em, để mà khuyên bảo anh em, vì anh em cần thiết phải nghe những điều này." Cái vấn đề làm cho hổ ngươi, làm cho xấu hổ, nó có những cái khía cạnh cần thiết trong đời sống. Khi chúng ta làm gì sai thì chúng ta xấu hổ, chúng ta không muốn người khác biết, chúng ta không muốn người khác thấy, cho nên chúng ta muốn giấu đi. Và vì thế nhiều khi vì vấn đề xấu hổ đó, vấn đề muốn tránh không bị chê cười, cho nên chúng ta tránh những cái công việc sai trật, thì nó có cái ích lợi của nó. Thì sứ đồ Phaolô cũng chỉ ra là nó có ích lợi của nó, cho nên ông sẽ đem họ tới cái sự hổ ngươi. Tại vì khi
Tại vì khi chúng ta mất cái khả năng, mất cái nhạy cảm đối với lời của Chúa, không. Mất cái nhạy cảm đối với lời của Chúa thì Chúa nói là với dân sự Chúa, cái điều mà khó khăn của đời sống của họ đối diện với lời của Chúa đó là họ không còn biết xấu hổ nữa, họ không còn biết thẹn nữa, họ không còn đỏ mặt nữa khi đối diện với sự sai trật của đời sống của mình. Và chúng ta thấy điều đó cũng là điều mà chúng ta cũng phải đối diện trong cái sự nguy hiểm của đời sống của mình. Là nhiều khi chúng ta phạm tội với Chúa mà chúng ta không có mắc cỡ, chúng ta thấy dễ ngươi, chúng ta không thấy cái phải đối diện điều gì. Sứ đồ Phaolô nói là tôi muốn cho anh em phải đối diện với những điều này để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của chúng tôi vậy. Cho nên có sự khuyên bảo, cái chữ khuyên bảo là cái chữ trách mắng, cái chữ đem vào trong cái sự tư tưởng, cái sự suy nghĩ để mà thấy, để mà hiểu rõ, để mà thay đổi. Nghĩa là cái sự suy nghĩ nó đang đi sai trật, bây giờ phải đem một cái sự hiểu biết vào trong cái sự suy nghĩ đó để có thể suy nghĩ đúng, để có thể đi con đường đúng và quyết định đúng. Cho nên ông nói là đây là điều mà ông khuyên răng một cách hết sức là rõ ràng. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 20, ông nói đây là cái công việc ông làm hàng ngày, hàng đêm giữa vòng hội thánh để khuyên răng, để trách mắng, để thay đổi họ, để đem vào trong cái sự suy nghĩ của họ cái nguyên tắc của lời Chúa. Ông đòi hỏi họ là phải tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hàng ngày hàng đêm tôi hàng chảy nước mắt mà khuyên bảo mọi người luôn. Ông nói cái sự khuyên bảo này là một cái gánh nặng, một cái công việc mà nó đè nặng trên ông, nó đòi hỏi cái sự dấn thân, cái sự hy sinh, cái sự hầu việc, cái sự tận tâm của ông. Và nó cũng đưa ra chúng ta cái nguyên tắc để sống trong cộng đồng dân Chúa. Và đây là cái gánh nặng Chúa đòi hỏi dân Chúa, mọi người trong hội thánh phải gánh nặng cho nhau, phải đứng vào cái chỗ để có thể giúp đỡ thi hành lời của Chúa, giúp đỡ nhau hiểu biết lời của Chúa, thi hành lời của Chúa bằng những lời khuyên bảo mà phải được thực hiện ở trong hội thánh. Thì ở đây không phải là công việc Chúa giao cho một số người, nhưng mà đây là cái trách nhiệm Chúa giao cho cả hội thánh. Và chúng ta là những người có cái sự phát triển thiêng liêng, có cái sự trưởng thành trong tâm linh, chúng ta được giao phó trách nhiệm này để làm cho các anh chị em của mình. Thành thử khi chúng ta quan tâm đến công việc Chúa, quan tâm đến nhau, thì chúng ta phải quan tâm tới cái gánh nặng thuộc linh này. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề trong gia đình thì chúng ta cũng quan tâm rất nhiều về con cái, chúng ta muốn nó lớn lên sống nên người, được thành công, được hạnh phúc, được làm mọi điều hanh thông trong đời sống. Nhưng câu hỏi của chúng ta là cái nặng gánh của chúng ta có phải về vấn đề thiêng liêng hay không, có về vấn đề đúng theo mục đích của Chúa hay không, sống đúng theo giá trị của Chúa hay không. Và khi chúng ta quan tâm với nhau trong hội thánh thì chúng ta quan tâm về vấn đề sức khỏe, hay là chúng ta quan tâm tới vấn đề nhu cầu, nhưng mà có phải vấn đề sức khỏe thuộc linh hay là vấn đề nhu cầu thuộc linh thì nó nặng gánh trong đời sống của chúng ta với nhau như thế nào. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Thê-sô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 14, ông nói rằng hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Ông nói chúng ta phải đối diện với những cái sự bậy bạ trong hội thánh, những ngã lòng trong hội thánh, những yếu đuối trong hội thánh, những cái sự sai trật trong hội thánh, để chúng ta có thể đem sự răn bảo, đem sự yên ủi, đem sự nâng đỡ, đem sự nhịn nhục đối với mọi người để thay đổi họ, làm cho họ sống đúng theo lời của Chúa và trong giá trị của Ngài. Cho nên ở đây đòi hỏi đây là cái phần mà nó phải là thuộc về trong đời sống của chúng ta, nó là gánh nặng của chúng ta, nó là công việc của chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng đó là cái trong cái tập quán hàng ngày, chúng ta thấy có gánh nặng của người khác chúng ta đang khiêng, những cái sự khó khăn của người khác chúng ta đang muốn thay đổi, và chúng ta đang muốn lời của Chúa được truyền ra qua đời sống chúng ta, qua những cơ hội thông công để cái sự sửa đổi được đem vào trong hội thánh. Và cái lý do sứ đồ Phaolô nói đó là vì chúng ta yêu thương hội thánh, chúng ta yêu thương nhau, và chúng ta nặng lòng với nhau. Ông nói rằng tôi khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy, phải có tình yêu thương, phải có cái sự nặng lòng với nhau, vì chúng ta yêu thương nhau trong Chúa.
Chứ không phải là vì chúng ta nghĩ rằng mình có cái quyền để chê bai, phê bình đời sống của người khác, rồi có ý kiến mình muốn nêu ra, mình có những chuyện mình muốn nói, mình nói chia sẻ, nhiều khi chia sẻ để cầu nguyện, nhiều khi dùng những cái ngôn từ rất là thánh khiết, rất là thiêng liêng, nhưng mà cái động cơ không phải là sự yêu thương. Sư đồ Phaolô nhắc lại là như con cái yêu dấu của tôi khuyên bảo, thì đứng trong cái sự yêu thương đó, chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau. Và khi nói về cái sự gây dựng như con cái, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải sống cái mẫu mực và sống trong cái sự yêu thương và đeo đuổi ý định của Chúa để mới có thể thi hành những điều đó cho con cái của mình. Thì cũng với anh chị em mình cũng vậy. Ở trong Tê-su-ri-ca nhất đoạn số 2, câu số 10, thì Sư Đồ Phaolô nói rằng anh em làm chứng Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi, nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự bình hiển Ngài. Ông đưa ra những nguyên tắc là khi chúng ta nặng lòng khuyên bảo nhau và sống động trong sự khuyên bảo đó, thì thứ nhất, chúng ta phải sống trong những lời mình khuyên bảo. Chúng ta phải sống bày tỏ điều đó, chúng ta phải tin Chúa trước, chúng ta phải thực hiện trong sự vâng phục Chúa, bày tỏ những điều đó ra. Ông nói là cách đang ở chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Mình sống điều đó trước, mình thi hành điều đó trước. Rồi thứ hai, chúng ta bước vào trong cái sự liên hệ với nhau, phải có sự liên hệ mới có thể sống trong sự nâng đỡ nhau, khuyên bảo nhau. Chúng tôi đối đãi với mỗi người trong em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em. Sống trong sự liên hệ ở trong Chúa, có cái sự liên hệ với nhau, có sự liên hệ có thể nói chuyện được, có thể nâng đỡ nhau được, có thể cầu nguyện cho nhau được, có thể tâm sự với nhau được, áp dụng lời Chúa trong đời sống với nhau. Sư đồ Phaolô nói phải có điều đó. Và khi chúng ta áp dụng lời Chúa và khuyên bảo nhau, thì chúng ta không có khuyên theo ý riêng của mình, chúng ta không có theo cái giá trị riêng của mình, nhưng nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng đã gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta khuyên bảo nhau để những anh chị em chúng ta sống đúng với Chúa, sống đúng theo sự kêu gọi của Chúa và bước vào trong cái sự thứ tự ưu tiên của nước Chúa và sự vinh hiển Chúa. Thành thử đó là điều mà chúng ta phải sống. Và chúng ta phải nói rằng nếu không có những người có cái gánh nặng này, thì sự thay đổi sẽ đến với Thánh đến từ đâu? Nếu không có lời Chúa sống động trong chúng ta với những người có được thi hành những lời đó và áp dụng lời đó trong đời sống và áp dụng cho nhau trong đời sống, thì làm sao Hội Thánh có thể được thay đổi? Cho nên trong cái nhu cầu rất lớn của tại Hội Thánh Corinto, Sư đồ Phaolô nói về cái công việc nặng lòng của ông, Chúa đặt cái công việc đó cho ông, và qua cái sự sống động đó chúng ta thấy được cái nguyên tắc để áp dụng trong đời sống của mình. Thì cái điều đầu tiên là chúng ta khuyên bảo nhau sống trong sự đặc lễ, sự trân quý của lời Chúa, thứ tự ưu tiên của lời Chúa, thẩm quyền của lời Chúa trên đời sống, và đem điều đó áp dụng, sửa sai cho nhau, thay đổi cho nhau để có thể bước đi trong ý Chúa. Nên điểm đầu tiên chúng ta thấy rằng sẽ có sự dạy dỗ, khuyên bảo trong Hội Thánh. Chúng ta có trách nhiệm để khuyên bảo nhau, và chúng ta có cái trách nhiệm để nghe được sự khuyên bảo đến từ nơi nhau trong Chúa. Đó là phần chúng ta đã học kỳ rồi. Chúng ta tới phần mới, đó là phần số 2. Đó là chúng ta là những người thiêng liêng, hay là những người được kêu gọi sống trong cái nguyên tắc của đời sống thiêng liêng. Thì chúng ta có cái gánh nặng thứ hai, đó là nặng lòng sanh nở. Cái chữ nó hơi lạ, nhưng mà khi chúng ta đi hiểu vào vấn đề rồi, nó sẽ rõ ràng cho chúng ta. Câu số 15. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành này mà sanh anh em ra trong Đức Jesus Christ. Tôi đã dùng tin lành này mà sanh anh em ra trong Đức Jesus Christ. Đó là cái chữ nặng lòng sanh nở nằm ra chỗ đó. Là tôi đã sanh anh em ra trong Đấng Christ qua tin lành của tin lành ở trong Chúa Jesus. Khi Sư đồ Phaolô chia sẻ về trong cái sự liên hệ của ông đối với Hội Thánh, thì chúng ta thấy cái khía cạnh thứ hai này, đó là ông đem họ vào trong sự tin nhận Chúa Giêsu và đời sống trong Chúa Giêsu, và ông nuôi dưỡng, nuôi nấng, đem họ trở thành những người trưởng thành ở trong Chúa. Cho nên cái hình ảnh của người cha trong gia đình sống bày tỏ ra tình yêu thương đối với gia đình, đối với con cái, đồng thời sống trong cái
cái thẩm quyền mà Chúa đã dành cho lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo gia đình và sống thực hiện những điều đó trong sự liên hệ đối với con cái, thì cái hình ảnh đó là ở đây. Nhưng mà đối với hội thánh Corinto thì có một cái sự xung khắc, đó là các tín hữu và một số đông các tín hữu bây giờ không còn muốn nghe sứ đồ Phaolô nữa. Họ từ khước cái thẩm quyền của sứ đồ Phaolô. Họ nói là bây giờ tôi theo Apollo, tôi theo Phêrô, tôi theo Đấng Christ, tôi không cần phải nghe sứ đồ Phaolô nữa. Tôi không muốn nghe ông nữa, ông nói tôi không thích, tôi không thích cái cách ông nói, tôi không thích cái cách ông dạy. Và có một số ở trong hội thánh thì bây giờ trở thành chống đối, chống nghịch lại với sứ đồ Phaolô. Thành thử ông đang muốn thiết lập lại cái thẩm quyền của ông đối với họ, và cái thẩm quyền đó nằm trong cái sự liên hệ của ông đối với họ. Thì ông nói rằng tôi khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy, bởi chưng dẫu anh em có một bạn thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Giêsu Christ. Ông nói là ông có cái lý do để đối xử với họ trong sự liên hệ, bởi vì ông là cha thuộc linh của họ, ông là người Chúa dùng để đem lại sự tin nhận Chúa và đời sống trong Chúa của họ trong đời sống hiện tại. Thành thử ông chỉ ra là có một cái lịch sử họ đi chung với ông, có một cái chuỗi ngày của kinh nghiệm mà họ đã chia sẻ cùng với ông, và ông đưa ra những điều đó để gợi nhớ và để nhắc trở lại. Thì chúng ta thấy cái chi tiết thì ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 14 tới câu số đoạn 18 là cái kinh nghiệm của ông giữa vòng hội thánh Corinto. Nhưng mà trong đoạn 2 câu 1 thì ông nhắc lại cho họ, đó là hỡi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao xa là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Ông nhắc lại cho họ rằng khi ông tới với họ lần đầu tiên, khi ông đem tin lành tới với họ, thì Chúa đã dùng cái sứ điệp ngu dại của thập tự giá Chúa Giêsu, cái sứ điệp bị từ khước về thập tự giá của Chúa Giêsu, không đem sự khôn ngoan, không đem sự lời cao sang, không đem sự khôn sáng rao giảng cho họ, nhưng dạy cho họ chứng cớ của Đức Chúa Trời, đoán định giữa vòng anh em. Ông nói rằng tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Ông đã giảng thập tự giá của Chúa Giêsu. Và ông nói là tôi không đến để chia sẻ sự khôn ngoan, tôi không đến để làm cho anh em có cái ấn tượng tốt về tôi, tôi không đến để thuyết phục anh em về cái sự lý luận cao siêu của tôi. Tôi đến để nói anh em sứ điệp từ nơi Chúa, và tôi nói với anh em sứ điệp đem anh em đến với Chúa, sứ điệp về Chúa, về con của Chúa là Chúa Giêsu, để đem anh em vào trong sự liên hệ với Ngài. Anh em có nhớ điều đó không? Thì bây giờ ông nhắc lại điều đó. Anh em có nhớ rằng tôi là người đã đem tin lành đến cho anh em, tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Giêsu Christ. Ông chỉ cho họ điều đó để cho họ thấy rằng có một cái nặng nợ yêu thương, có một sự kết nối rõ ràng mà phải đối diện. Thì chúng ta thấy là sứ đồ Phaolô đi con đường này để đến với lại người Corinto. Chúng ta cần ôn lại một tí để thấy cái chiều sâu của cái cảm xúc, cái chiều sâu của sự liên hệ mà ông muốn thiết lập. Sứ đồ Phaolô tới thành phố Iconium để giảng tin lành, thì người ta đó muốn luyện đá cho ông chết. Thì ông mới trốn, ông đi qua Lystra. Thì ở nơi đó người ta thực sự đã luyện đá vào ông để cho ông chết ngoài thành. Sau đó thì Chúa cứu ông sống lại và ông xuống thành phố Philip. Nơi đó ông giảng tin lành thì ông bị bắt, bị đánh đập, bị bỏ trong tù. Rồi ông phải rời thành phố đó đi xuống Thessalonica. Thì nơi đó người ta cũng bạo động và người ta muốn giết ông, cho nên trong bữa tối ông phải trốn đi. Ông xuống thành Bere, nơi đó thêm cái sự bạo hành xảy ra, rồi ông xuống thành Athens đối diện với tất cả những cái sự thờ hình tượng rất là sâu đậm ở trong thành phố đó. Rồi Chúa đem ông tới thành phố Corinto, và nơi đó ông gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ ông muốn nhắc lại những điều đó với lại người trong hội thánh Corinto để thấy được cái sự lao lực, thấy được cái chỗ Chúa dùng, và thấy được lại cái chỗ nối kết mà phải hiểu biết về vấn đề
cái tiến trình sanh ở trong đức tin mà Chúa muốn dùng để đem họ trong sự thay đổi ở đây. Tôi tưởng tượng giống như là ông chiếu một số cái hình ảnh để nhắc lại cho họ về cái kinh nghiệm mà họ đã có chung với ông. Giống như mình đi vacation, mình về mình chiếu hình cho gia đình, thì ông chiếu hình đó, cái hình đầu tiên thì cho thấy là ông đến thành phố Corinto không đem gì theo hết, chỉ một cái bao nhỏ. Cái hình thứ hai thì thấy ông đang làm việc máy trại, làm chung với lại Aquila và Priscilla, họ làm việc chung với nhau. Hình thứ ba thấy là ông đang giảng trong bữa tối, ông làm việc ban ngày rồi bữa tối ông giảng hết sức của mình trong mọi cơ hội để có thể thiết lập được hội thánh của Chúa tại thành phố Corinto. Hình thứ tư chúng ta thấy có hai người bạn đến là Sila và Timothy đến để cùng hiệp với ông giảng tin lành tại Corinto. Cái hình kế tiếp thấy là có cái sự xung đột xảy ra, một đám đông giận dữ tấn công ông. Hình số 4 thấy ông dọn qua một cái nhà riêng bên cạnh nhà hội. Ở đây là họ nhóm lần đầu tiên, chúng ta thấy những hình ảnh này chỉ cho họ cái sự liên hệ. Rồi hình ảnh ông làm phép báp têm cho nhà của Kypros, tại vì ông ít làm phép báp têm cho những người khác. Chúng ta thấy hình ảnh đặc biệt này. Hình ảnh kế tới thì thấy có máu chảy, thấy có băng cứu thương, tại vì người ta đánh Sothenes vì là người lãnh đạo của nhà hội mà đứng theo sứ đồ Phaolô để đi trong đức tin. Cái hình ảnh cuối thì cho thấy hình ảnh của sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ ở trong hội thánh Corinto. Vì hội thánh Corinto đã đi qua những ngày khó khăn lên xuống, và bây giờ Chúa đang sử dụng hội thánh Corinto trong sự dạy dỗ của ông, huấn luyện của ông để làm công việc của Chúa, cứu nhiều người tại Corinto. Thì sẽ tới cái hình ảnh đó thì ông tắt máy và ông nói một cách hết sức là ôn tồn, nhưng hết sức là chắc nịch và hết sức đầy thẩm quyền. Ông nói là dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Giêsu Christ. Ông nói là tôi là người Chúa dùng để đem hội thánh vào trong đức tin, để đem anh em vào trong chỗ hiểu biết sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Cho nên tôi trong thẩm quyền đó, trong sự liên hệ đó, tôi có chuyện để nói với anh em và anh em phải ngồi lắng nghe. Cho nên ở đây không phải là cái điều mà ông tự cao, tự chú ý đến mình. Đây cũng không phải là cái chỗ mà ông bắt chẹt họ phải chấp nhận ông, phải đối diện với ông. Nhưng ông tuyên bố trên cái lịch sử của họ, chia sẻ chung với ông, đi chung với ông và công việc Chúa đã làm trong đời sống của họ qua chức vụ của ông, để họ có thể đối diện với lại điều mà Chúa đang muốn nói với họ. Tại vì các tín hữu tại Corinto bây giờ phần lớn đã từ khước ông, không muốn nghe ông nữa, không muốn có liên hệ gì với ông nữa, và họ coi như là lạ mặt với ông, xa cách với ông. Thật sự ông nói là nếu mà anh em thực sự là có sự hiểu biết và anh em có cái sự thành tâm trong lòng, thì anh em phải công nhận rằng tôi có cái quyền để nói chuyện với anh em. Tôi có cái quyền đòi hỏi anh em phải lắng nghe, tại vì tôi là người Chúa đã dùng để đem tin lành đến cho anh em. Anh em không có nhiều cha, nhưng anh em có tôi là đã sanh anh em ra trong Đức Giêsu Christ, trong tin lành của Ngài. Bây giờ anh em đang đứng cái chỗ theo thế gian, anh em yêu chuộng cái sự khôn ngoan của thế gian, và anh em đang muốn bỏ tôi lẫn bỏ sứ điệp tin lành của Chúa Giêsu. Thành thử tôi sẽ không thể nào để cho anh em đi con đường đó mà không tranh đấu giữ gìn cho anh em đứng lại ở trong đức tin. Tôi đã trả giá quá nhiều cho linh hồn của anh em. Tôi đã bỏ cả công sức đời sống để gây dựng anh em. Tôi không có để anh em đi một cách yên lặng được như vậy. Đó là tấm lòng của sứ đồ Phaolô. Và chúng ta nghe những lời này, chúng ta phải hiểu cái tấm lòng đó và cái gánh nặng của tấm lòng đó, cái sự đau thương của tấm lòng khi đối diện với cái sự gãy đổ của hội thánh. Và ông nói rằng anh em không thể coi là mình không có cái gì với nhau, anh em phải có cái chỗ để mà mở lòng ra để mà nghe tôi nói, bởi vì tôi có cái quyền sự nói đó trong sự liên hệ của chúng ta được Chúa ban cho.
Dùng dùng cái chữ là anh em có một bạn thầy giáo, anh em có rất đông thầy giáo. Thầy giáo là cái người mà trong cái thời bây giờ là một cái nô lệ được nuôi trong nhà, nhưng được giao phó cái trách nhiệm đặc biệt là lo cho một em bé trong nhà, một đứa con trong nhà. Thì cái người nô lệ đó đặc thù lo lắng cho cái em nhỏ đó. Thì từ khi nó còn trẻ, thì từ khi nó còn nhỏ thì phải lo tắm rửa cho nó ăn, rồi hướng dẫn cho nó lớn, rồi chăm sóc nó hàng ngày. Tới khi nó đi học thì phải dẫn nó tới trường, rồi về nhà làm bài với nó, nghĩa là làm tất cả những cái chuyện hướng dẫn nó để nó có thể lớn lên thành người và áp dụng mọi cái nguyên tắc ở trong gia đình để nó được thành ra một cái phần tử trong gia đình đó. Thì đó là cái chữ thầy giáo, là cái chữ guardian, là cái người hướng dẫn. Sư đồ Phaolô nói anh em có nhiều người Chúa dùng để giúp đỡ anh em, và ông cũng công nhận cái vai trò của những người đó trong đời sống của các tín đồ. Nhưng mà ông nói rằng anh em chỉ có tôi là người đem tin lành đến với cho anh em và đem cái sự cứu rỗi của Chúa vào trong hội thánh của anh em. Cho nên anh em không thể chỉ bỏ tôi ra, muốn bỏ tôi ra, anh em không thể coi tôi không có mặt, anh em không thể cắt đứt cái sự liên hệ như vậy. Vì chúng ta có một lịch sử, chúng ta có cái công việc nối kết trong Chúa và anh em phải nghe tôi. Thế nên cái sự đau thương mà chúng ta thấy ở đây, cái gánh nặng của cái người mà Chúa dùng, nó được bày tỏ ra trong cái cảm xúc của sứ đồ Phaolô và trong cái sự khó khăn ông đối diện với lại hội thánh. Cho nên ông muốn chỉ ra cho họ đó là ông là cái sự nối kết trong phần của con người với hội thánh. Chúa cứu rỗi trong chương trình đời đời của Chúa, Chúa cứu rỗi với mục đích trọn vẹn của Chúa, trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự sử dụng lời Chúa, tất cả những đó Chúa là công việc của Chúa và chỉ có một mình Chúa làm. Ông không cứu những người ở trong hội thánh, ông không phải là cái người cứu rỗi họ, nhưng mà ông là người Chúa dùng để đem sự cứu rỗi đến cho họ. Và ở đây ông nói rằng trong cái sự nối kết đó là sự nối kết quan trọng trong công việc của Chúa. Và nó đòi hỏi một cái sự liên hệ mà họ phải chấp nhận. Thì ở đây ông không có đưa ra cái điều mà phải chú ý đến ông hay là chú ý đến cái sự liên hệ đối với ông, nhưng mà ông đang nói về một cái tiến trình được sanh nở thuộc linh hay là được xây dựng thuộc linh, spiritual formation, một cái sự cấu tạo thuộc linh mà có một cái tiến trình Chúa đang sử dụng. Ông nói về cái gánh nặng phải đem một người từ trong bóng tối của sự chết vào trong ánh sáng sự sống của Chúa Giêsu. Ông nói về cái sự nặng gánh đau thương của một người phải hy sinh tận lực để có thể cứu những người ở trong sự chết và trong sự sống. Ông nói về cái chỗ tấm lòng của một người cha thuộc linh đối với con cái của mình muốn nuôi dưỡng ở trong danh của Chúa. Thành thử chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta thấy được cái trách nhiệm mà Chúa đang giao phó cho chúng ta. Vì ông không nói về mình, nhưng ông nói một cái tiến trình ở trong hội thánh phải có chuyện này xảy ra. Đó là có những người làm cha thuộc linh, có những người gánh những gánh nặng thuộc linh để gây dựng hội thánh. Như chúng ta nói ở đây, không phải là ông muốn chú ý đến ông hay là chú ý đến cái sự mà ông sợ bị bỏ rơi, không còn được trân quý nữa. Nhưng ông kêu gọi họ để có thể trở lại một cái tiến trình để sống càng ngày càng giống Chúa Giêsu, để được tạo dựng trong Chúa Giêsu, để được uống nắng trong Chúa Giêsu, trong lẽ thật của tin lành của Chúa. Và đây là một cái tiến trình rất khó, là một cái giá trả rất cao để có thể sống trong cái môi trường này. Ông so sánh cái vấn đề làm cha thuộc linh hay là sanh nở thuộc linh, ông dùng cái chữ sanh nở đó trong Galatia đoạn số 4. Cái sự đau đớn của sự sanh nở thì chúng ta nghe rất nhiều, nhưng mà các ông thì chúng ta không có cảm nhận được điều đó, chúng ta không có kinh nghiệm gì về điều đó. Tôi thì không biết nó đau làm sao, nó đau như thế nào, tôi chỉ chứng kiến điều đó 5 lần và biết rằng nó rất là khó khăn. Chỉ thấy những dấu thẹo về những cái móng tay nó cào trên cái tay của mình thì cũng biết là nó rất là đau đớn, rất là khó khăn, rất là thách thức. Thì ở đây ông đưa ra những điều này để hỏi rằng chúng ta có ai đứng vào trong cái chỗ kinh nghiệm điều này không, thực sự sống để người khác có thể được sanh nở trong Chúa.
Ông nói trong Galati đoạn 4 câu 19, hỡi các con, vì các con mà ta là chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói về việc các con, ta rất là bối rối khó xử. Ông nói là cái sự liên hệ bây giờ rất là thách thức đối với ông, và ông đang muốn cho họ thấy rằng có quá nhiều sự đau đớn, quá bao nhiêu là cực nhọc, có bao nhiêu là sự đổ công khó, giống như là sanh nở, chịu đau đớn của sự sanh nở, rồi bây giờ lại coi như là bỏ hết mọi điều đó, lại phải sanh nở trở lại, phải chịu đau đớn trở lại để mà họ có thể thành hình trong Chúa. Nhưng mà ông nói do vậy thì ông cũng sẽ dấn thân để làm thế nào mà Đấng Christ thành hình trong hội thánh, thành hình trong các con. Ông nói là ta sẽ chịu sự đau đớn của sự sanh nở này cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con. Thì có một cái sự đau đớn, có một cái gánh nặng, có một cái sự đòi hỏi mà chúng ta phải trả cái giá, thì có những người khác mới có thể sanh ra trong Chúa, mới có thể lớn lên trong Chúa. Thì cái câu hỏi cho chúng ta trong cái chỗ đứng này đó là chúng ta có biết gì về cái sự đau đớn này không? Chúng ta có kinh nghiệm được gì, hiểu biết nối kết thế nào ở trong cái gánh nặng này không? Hay là chúng ta nghĩ rằng mọi sự nó cứ tự nhiên nó xảy ra, đó là tự nhiên có hội thánh, tự nhiên hội thánh phát triển, tự nhiên có người sanh ra trong Chúa, có những người đến để tin nhận Chúa rồi bước vào trong hội thánh, rồi tự động sẽ được lớn lên trong Chúa, trưởng thành trong Chúa. Dĩ nhiên là không, mình nói là mình hiểu rằng dĩ nhiên là không. Nhưng mà rất nhiều người tưởng tượng và mong đợi hay là coi như là đây là cái chuyện dĩ nhiên, đó là hội thánh sẽ tự động lớn lên mà không cần phải trả giá, mình có thể trở thành trưởng thành mà không có cái sự chịu cực chịu khó, đó là sẽ có cái kết quả của mùa gặt mà không cần phải gieo, nghĩa là chính mình thì không cần phải đổ mồ hôi đổ nước mắt, mình chỉ mong đợi những kết quả nó tự động nó đến trong hội thánh. Chắc chắn là không có điều đó, và ông muốn cho chúng ta hiểu thấy được điều này. Giống như là mình muốn mướn một người sanh con giùm mình, rồi làm vú em cho mình, rồi nuôi con cho mình từ lúc nó sanh ra, từ lúc mang thai nó nặng nề, sanh đẻ đau đớn, nuôi dưỡng khó nhọc, rồi qua bao nhiêu ngày tháng từ lúc nó nhỏ đến lúc nó lớn lên em bé, rồi nó thành thiếu nhi, rồi thành thiếu niên, rồi nó thành người trưởng thành, tới lúc mà trở thành một người thiếu nữ xinh xắn đẹp đẽ, hay là một người thanh niên mạnh mẽ đầy sức sống đem đến cho mình, thì lúc đó mình nói được đó là điều tôi mong đợi. Hội thánh không như vậy, đời sống tâm linh không như vậy. Nhưng mà cái cách chúng ta sống động trong hội thánh, chúng ta phải đối diện lại là chúng ta không thể mong đợi sự tăng trưởng mà không có giá trả. Chúng ta không thể mong đợi sự trưởng thành mà không có cái tiến trình. Chúng ta không thể mong đợi cái sự mùa gặt mà không có cái mùa gieo. Chúng ta không thể mong đợi cái mão triều vinh hiển mà không có thập tự giá của cái sự chết. Sứ đồ Phaolô nói là chúng ta phải hiểu biết về cái gánh nặng nuôi dưỡng này. Nó đòi hỏi rất nhiều để hội thánh có thể tăng trưởng, để một người có thể được trưởng thành, để mà một cộng đồng dân Chúa trở thành phản ánh Chúa và được sử dụng cho công việc của Chúa. Phải có nhiều người bằng lòng chịu đau đớn của sự sanh nở, phải có nhiều người phải mang gánh nặng của sự nuôi dưỡng, phải có nhiều người phải lo tưởng cho nhau, chăm sóc những trẻ nhỏ, nuôi dạy những người để lớn lên. Sứ đồ Phaolô dùng cái hình ảnh của người mẹ nuôi con cho con bú, hình ảnh của sự người cha dạy dỗ con cái trong những ngày tháng đòi hỏi, để cho chúng ta biết rằng đây là cái con đường của hội thánh và cái trách nhiệm Chúa giao phó cho những người trong hội thánh. Tê-sa-lô-ca nhất đoạn số 2 câu 7 tới câu số 12. Nhưng chúng tôi đang ở như mẹ giữa anh em, như một người vú cha săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương chúng tôi đối với anh em nên ước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu,
xong cả đến sự sống của chúng tôi nữa. Bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật thánh sạch, công bình không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Tôi đọc nhanh nó thành ra có lẽ chúng ta nghe nhưng mà chưa có thấy được. Ở đây cái hình ảnh rất là mạnh mẽ, cái sự khuấy động rất là rõ ràng. Ông nói nuôi dưỡng một người để trở thành một người tín đồ, tăng trưởng, trưởng thành, hiểu biết, sinh động ở trong Chúa là cái chuyện rất là khó khăn, rất là đòi hỏi. Như phải có người vú săn sóc cho con mình. Anh em thấy rằng chúng tôi không phải chỉ giảng tin lành thôi, chúng tôi ban cho chính sự sống chúng tôi nữa. Chúng tôi đổ công lao khó nhọc, làm việc cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi ăn ở thánh sạch, công bình, không chỗ trách được trước mặt anh em. Chúng tôi đối đãi với anh em, mỗi người trong anh em như cha đối với con. Chúng tôi khuyên lơn, yên ủi, nài xin anh em. Chúng tôi sống động cho tất cả những điều đó để làm gì? Với mục đích gì? Tại sao có cái sự lao khổ này? Đó là để anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển của Ngài, để anh em sống xứng đáng với Đức Chúa Trời. Để một người sống xứng đáng với Chúa, để một cộng đồng sống xứng đáng với Chúa, phải có những người hy sinh, phải có những người gánh nặng, phải có những người đau đớn trong sự sanh nở, để hội thánh có thể được phát triển. Thành thử ông nói anh em hiểu điều đó thì anh em phải biết rằng cái công việc đó được giao phó cho anh em, và anh em phải đứng vào trong cái chỗ được giao phó đó. Mà cũng phải hiểu thêm đó là không phải chỉ là lao lực như vậy, ban cho như vậy, sống động như vậy thì sẽ có kết quả, nhưng phải hiểu rằng càng ban cho bao nhiêu thì càng nhận lại ít hơn bao nhiêu. Mình càng ban cho nhiều thêm thì mình lại nhận lại ít, càng ít hơn. Thật sự cái chỗ đứng của một người trưởng thành, một người thiêng liêng nặng lòng sanh nở này là đứng một cái chỗ hết sức là khó khăn. Nhưng mà phải hiểu rằng đó là cái công việc Chúa làm trong cái sự giao phó của chúng ta, những người muốn chăm sóc, những người được kêu gọi vào trong sự chăm sóc, nghĩa là tất cả hội thánh. Hội thánh sẽ không thể lớn hơn, tăng trưởng hơn cái khả năng mà mình có thể chăm sóc người khác, chăm sóc hội thánh, chăm sóc anh chị em. Mình sẽ không lớn hơn cái khả năng mà mình có thể ban cho, mình không lớn hơn cái khả năng mà mình có thể gây dựng, mình không lớn hơn cái khả năng mà mình hy sinh. Cái khả năng nó đến từ đâu? Khả năng của hội thánh đến từ cái sự dâng hiến, dâng công, dâng sức, dấn thân, sống động. Nghĩa là tất cả những gì Chúa ban cho, vì chúng ta giao phó lại cho Chúa để Chúa sử dụng, thì nó đến từ tất cả mọi người trong hội thánh. Cái khả năng là cái cộng chung của tất cả những anh chị em đặt để đời sống của mình cho Chúa sử dụng, thì cái điều đó nó cộng lại trở thành cái khả năng của hội thánh. Mà nếu ít người đặt để mình trong chỗ Chúa sử dụng, ít người trả giá, ít người dấn thân, thì cái khả năng của hội thánh sẽ không có. Thì không có thì không nuôi được, không nuôi được thì không lớn lên được, thì không có cơ hội để Chúa sử dụng. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu rằng mỗi người chúng ta có trách nhiệm. Nếu không có ai đứng lên để gánh nặng, nếu không có ai đứng lên để trả cái giá, nếu ai không có nói rằng bây giờ đến phiên tôi, đây là cái chỗ tôi phải gánh, đây là cái công việc tôi phải thi hành, thì sẽ không có ai sanh ra trong hội thánh, sẽ không có em bé nào được làm, được trở nên con cái của Chúa, không ai được nuôi dưỡng, không ai được lớn lên. Nếu không có những người như là người mẹ chăm sóc con cái, nếu không có ai là người làm cha để dạy dỗ trong cái cộng đồng dân Chúa, thì sẽ không có sự tăng trưởng, không có sự lớn lên, không có sự thay đổi. Sư đồ Phaolô nói là không có cái ngã tắt nào, không có một con đường ngắn nào mà chúng ta có thể chạy mà không đi để mà chúng ta có thể đi con đường cắt ngắn đó để mà làm công việc của Chúa. Sẽ có cái giá đòi hỏi nơi chúng ta,
Cho nên ông nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 12, câu số 14, ông nói rằng tôi sẵn sàng đến cùng anh em và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em bằng là tìm chính anh em vậy. Thật chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí tròn cả mình tôi và vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Ông nói một cách hết sức là đau lòng ở đây, mà chúng ta phải thấy được cái cảm xúc của ông và cái sự nặng lòng của ông. Ông nói là tôi hiểu vấn đề, đó là như là cha mẹ lo cho con cái thì dồn chứa của cải của mình để có thể thi hành điều đó trên con cái của mình, để giúp đỡ con cái. Thì tôi hiểu điều đó, cho nên tôi rất vui lòng để phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Thì ông nói là trong cái nguyên tắc đó thì tôi sẵn sàng hy sinh, tôi sẵn sàng sống động, sẵn sàng ban cho. Tôi muốn anh em hiểu điều đó. Nhưng mà ông cũng hiểu thêm một vấn đề nữa, đó là đây là một cái tiến trình mà không được ban cho trở lại, không được nhận lại những điều mà mình đã ban cho. Cho nên ông nói rằng tôi yêu anh em thêm mà phải cần bị anh em yêu tôi kém. Ông nói là trong sự liên hệ giữa con cái và cha mẹ thì thường xuyên, ngay trong đời sống bình thường về vật chất liên hệ thì thường thường cha mẹ hy sinh cho con cái, còn con cái thì không hy sinh cho cha mẹ. Không phải con cái nào cũng không hy sinh cho cha mẹ, nhưng cái số đó thì rất ít. Cái số hiểu biết là mình cần hy sinh, mình cần đáp ứng lại, mình cần trả nợ yêu thương, mình cần sống phụng dưỡng cha mẹ, thì cái số đó rất ít. Nhưng mà cái số mà được nuôi dưỡng rồi bay đi, rồi lâu lâu thăm viếng chút xíu, nói vài câu, gửi vài cái cạc, thì cái số đó đông. Giống như cái tình trạng của Hội Thánh ở Corinto, ông nói rằng tôi yêu anh em thêm, mà mỗi lần tôi yêu anh em thêm thì tôi không hiểu được tại sao mỗi lần tôi yêu anh em thêm tôi đổ vào trong sự liên hệ và yêu thương của anh em thì cần phải bị anh em yêu tôi kém. Tôi yêu anh em bao nhiêu thêm thì anh em yêu tôi lại ít đi dường đó, và cái sự liên hệ của chúng ta càng khó khăn càng thêm. Nhưng mà ông nói là dầu vậy đi nữa, dầu là cái đó là giá phải trả, dầu là tôi yêu anh em ông, mà chúng ta thấy là ông rất thương Hội Thánh tại Corinto. Trong hai sách Corinto nhất, Corinto nhì, tình yêu thương của ông đối với Hội Thánh rất là rõ ràng được bày tỏ. Nhưng họ là cái đám khó yêu, nhóm Hội Thánh khó thương, họ khó thương với nhau, họ kiêu ngạo với nhau, họ tranh đấu với nhau, rồi bây giờ họ tranh đấu với ông, họ bất tuân ông, họ chống nghịch ông, họ coi thường ông và họ chê bai ông. Thì ông nói dầu vậy, dầu là anh em không thương tôi, dầu là cái rõ ràng là tôi thương anh em bao nhiêu thì anh em thương tôi ít đi chừng đó, nhưng mà tôi vẫn sẵn lòng phí tất cả những gì, nghĩa là bỏ ra tất cả những gì của tôi và ngay cả đời sống của tôi để thi hành công việc của Chúa cho anh em, để anh em linh hồn được sống trong Chúa, dầu là anh em không biết ơn và anh em không đáp ứng. Thì cái câu hỏi cho chúng ta rằng tại sao, nếu đây là sự kêu gọi của Chúa cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta, thì ai mà làm chuyện này, ai mà muốn làm chuyện này, ai sẽ đứng ra để mà lo cái công việc mà khi mà làm hy sinh bao nhiêu thêm thì càng bị chê bai thêm bấy nhiêu, mình làm thêm chừng nào thì lại bị mất mát thêm chừng đó. Thì ông nói là ai mà muốn làm điều đó, ai mà muốn yêu thêm thì lại bị yêu trở lại kém hơn, ít hơn. Nhưng mà ông cho chúng ta thấy đó là khi hiểu điều này, đó là dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tính lành mà anh em ra trong Đức Jesus Christ. Thì tôi là cha, tôi là người đem vào sự sống cho Hội Thánh. Chúa sử dụng đời sống của sứ đồ Phaolô đem sự sống của Chúa, lời của Chúa, sự nuôi dưỡng vào trong Hội Thánh Côrintô. Cho nên ông nói tôi sẽ vui lòng để phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Và khi chúng ta hiểu rằng chúng ta làm điều đó không phải vì chính mình, chúng ta làm điều đó không vì cái sự xứng đáng gì, vui thỏa gì cho mình, nhưng chúng ta làm điều đó vì cớ Chúa Giêsu, chúng ta làm điều đó vì cớ Hội Thánh Chúa, chúng ta làm điều đó vì mục đích Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Thì khi hiểu điều đó rồi thì chúng ta có thể làm tất cả mọi điều mà cần thiết
trả mọi giá mà cần thiết, tận tâm trong tất cả đổ dồn hy sinh cần thiết để Chúa được vinh hiển. Cho nên trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 27, ông nói rằng vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó giữa vòng nhân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là ngày mà chúng tôi rao giảng, lấy một sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì việc đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động có quyền trong tôi. Ông nói là tôi đã làm việc, hầu việc mệt nhọc, tôi đã đổ hết sức công sức để làm việc, nhờ sức Ngài giúp để mà chiến đấu. Tôi chiến đấu để anh em được đứng trong Chúa, tôi chiến đấu trả giá để anh em trở nên giống Chúa. Tôi làm điều đó vì Chúa. Cho nên chúng ta hiểu điều đó, là cái sự kêu gọi chúng ta là nặng lòng sanh nở, nặng lòng gây dựng, nặng lòng yêu thương, như cha đối với con, như mẹ đối với con, như anh em gây dựng nhau, nối kết với nhau. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng nơi mà chúng ta đứng với Chúa thì nó có một cái chỗ trả giá, nhưng chúng ta làm điều đó vì Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, vì hy vọng trong Đấng Christ, sự trông cậy vinh hiển mà Chúa ban cho con dân Chúa. Và đó là cái sự suy nghĩ của người thuộc về Chúa, người thiêng liêng. Đó là cái gánh nặng của người thiêng liêng, đó là cái kinh nghiệm của người thiêng liêng, đó là cái công việc mà người thiêng liêng được Chúa giao phó để làm. Khi chúng ta dùng cái chữ thiêng liêng này thì mình nghĩ là không phải mình rồi, thuộc về những người nào khác. Nó là cái công việc Chúa giao phó cho những người nào trưởng thành, những khác trong Chúa. Nhưng mà ở đây đơn giản, đây là cái đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho cả hội thánh, cho tất cả mọi người trong hội thánh. Hãy đi khắp thế gian để làm đem những người khác trở nên môn đồ của Chúa, môn đệ của Chúa. Và Chúa nói là chúng ta được giao phó trách nhiệm đó. Chúng ta được giao phó cái trách nhiệm để đem tin lành của Chúa vào trong đời sống của những người khác, để họ được biết Chúa, rồi đổ cả công sức, đổ cả lao lực, đổ cả thì giờ, đổ cả tất cả những gì mà chúng ta có trong đời sống của mình, để họ được nuôi dưỡng, để họ được lớn lên trong Chúa, để mà họ thành hình trong Chúa, và sống cho Chúa, và đem vinh hiển cho Ngài. Và đó là cái sự kêu gọi cho chúng ta, nặng lòng sanh nở cho những người trong Chúa. Thì nếu chúng ta không đứng chỗ đó thì hội thánh sẽ không tăng trưởng, không có người sanh vào trong hội thánh, không có người được nuôi dưỡng. Chúng ta nói là không có người nào mình mướn để làm cái chuyện này, không có vú nuôi nào mình mướn để làm cái chuyện này. Chúng ta sống trước hết cho chính mình, được nối kết với Chúa cách phải lẽ, cách xứng đáng với lại ơn cứu rỗi của Chúa và sự ban cho của Ngài. Rồi chúng ta sống để làm những người khác cũng được bước vào trong cái sự sống động phải lẽ đối với Chúa, xứng đáng với ân điển Chúa và sự ban cho của Ngài. Thì ở nơi đó chúng ta được thấy được cái quyền năng Chúa làm việc trong hội thánh. Cho nên chúng ta nghe tiếng các em nhỏ khóc lóc trong hội thánh, chúng ta thấy những người thiếu trưởng thành trong hội thánh, chúng ta thấy sự yếu đuối trong hội thánh. Thì ai là người thiêng liêng, ai là người được kêu gọi vào trong chỗ đứng gánh nặng của Chúa, ai là người phải sống cho người khác, ai là người quan tâm tới những gánh nặng này, thì đứng lên, thì vươn lên, thì bước ra để gánh vác trách nhiệm, để làm công việc của Chúa, để hội thánh Chúa được tăng trưởng. Đó là sự kêu gọi của chúng ta. Chúng ta cũng gần hết giờ, thực ra cũng hết giờ rồi, nhưng mà tôi muốn đi tới cái phần 3 này để giới thiệu một phần, rồi chúng ta sẽ học phần còn lại trong những lần tới. Phần số 3 thì nói về chúng ta phải nặng lòng làm gương. Dấu hiệu của người thiêng liêng đó là nặng lòng làm gương. Câu số 16, 17. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em hãy bắt chước tôi, vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Để có thể thay đổi hội thánh, để có thể làm môn đồ, tạo môn đệ của Chúa, để có thể khuyến khích những người khác sống cho Chúa và sống trên nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải thay đổi, phải sửa sai những gì sai trật. Cho nên chúng ta phải nặng lòng khuyên bảo, chúng ta phải hết sức lo tưởng cho nhau, như mẹ nuôi con cái trong đêm, như cha dạy con cả ngày. Chúng ta sống động trong Chúa để Chúa có thể sử dụng chúng ta, nâng đỡ, gây dựng, nuôi dưỡng những người khác.
nhưng không đủ để chúng ta chỉ dạy, không đủ chúng ta chỉ làm việc. Chúng ta ở đây, sư đồ Phaolô nói còn một điểm nữa mà chúng ta phải được thấy được trong đời sống của mình, đó là chúng ta phải sống động trong lẽ thật mà Chúa ban cho, làm gương cho người khác và hướng dẫn người khác bằng chính đời sống của mình. Chúng ta phải hướng dẫn bằng chính đời sống của mình, chúng ta phải làm gương cho người khác. Chúng ta phải làm cái mô hình để người khác thấy, để mà đi theo. Và đó là cái mẫu mực của sự gây dựng cho nhau, đó là cái gánh nặng của người thiêng liêng, sống đem sự khuyên bảo, đem sự sanh nở và bây giờ đem sự làm gương vào trong hội thánh để những người khác được gây dựng. Cho nên sư đồ Phaolô nói cách rất là đơn giản và ông nói một cách hết sức là thẳng thắn. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em sao? Hãy bắt chước tôi. Ông nói đơn giản, hãy bắt chước tôi, hãy làm theo những gì tôi làm. Và bởi vì ông có thể nói một cách rõ ràng chắc chắn rằng hãy làm theo những gì tôi làm, thì bởi vậy ông mới có cái thẩm quyền để nói rằng hãy làm theo những gì tôi nói, vì những gì tôi nói là những gì tôi làm. Và đây là lời Chúa đến với chúng ta, là chúng ta cũng phải nói được với nhau, đó là hãy làm những gì mà tôi làm, thì sau đó khi chúng ta nói về những lời của Chúa dạy thì họ có thể đi theo những gì mà chúng ta nói. Cái chữ bắt chước thì chúng ta thấy cái chữ cũng quen thuộc, nghĩa là cái chữ bắt chước là tiếng Anh là cái chữ mimic, tức là mình làm y chang những gì mà người khác làm. Lúc còn nhỏ thì tôi hay làm cái chuyện mà mình kêu tiếng Việt mình là chuyện nhái, ai làm gì cái mình cứ làm y như vậy, nói gì mình cứ nói y như vậy, thì mình làm cho những người đó điên đầu luôn. Hễ mình có những người mấy đứa bạn nào mình muốn chọc tức nó thì nó làm gì mình cứ nhái theo như vậy, mất bạn như không, nhưng mà cũng thích thú để mà mất bạn trong chuyện đó. Ở đây thì sư đồ Phaolô chỉ cho chúng ta đó là cái đường chúng ta đi cũng tương tự như vậy, không phải để chọc giận nhau, nhưng mà để bắt chước nhau, gây dựng nhau trong Chúa. Ông nói là hãy xem cái con đường tôi đi, hãy xem cách tôi sống, hãy xem cái cách tôi cư xử, hãy xem cái sự liên hệ của tôi, hãy coi tôi quyết định như thế nào trong lời của Chúa, bước đi như thế nào trong sự hướng dẫn của Chúa và làm y như vậy, cứ làm theo tôi thì anh em sẽ đi con đường theo Chúa, bởi vì tôi bước theo Chúa. Sư đồ Phaolô ở đây không nói là chỉ làm theo ông, tại vì ông muốn hỏi theo những gì mà ông muốn, nhưng đây là cái cách mà ông dạy họ. Ông nói là để mà học cho biết thì làm theo thầy, làm theo những người đi trước. Và đây là một điều mà chúng ta thấy được, là để có thể ảnh hưởng trên đời sống người khác, chúng ta phải đưa ra cái mẫu mực để có họ đi theo, ra cái mô hình để mà họ bắt chước theo. Cho nên chúng ta chính là những gì mà người khác có thể theo được trong đời sống của mình. Không phải dạy những điều mình nói, nhưng mà dạy qua những điều mình sống. Thì cái lý do mà sư đồ Phaolô có thể nói được là hãy bắt chước tôi, thì hỏi là tại sao phải bắt chước ông, tại sao phải đi theo ông, thì đoạn 11 câu số 1, ông nói hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Ông nói là tại sao anh em phải bắt chước tôi? Tại vì chính tôi bắt chước Chúa, cho nên anh em đi theo tôi thì anh em sẽ thấy rằng tôi đi theo Chúa, thì anh em đi theo Chúa qua cái sự bắt chước tôi, thì anh em bắt chước Chúa. Đây là một cái câu hết sức là quan trọng và hết sức là đòi hỏi để chúng ta phải đối diện và đem vào trong đời sống của mình. Anh em phải theo tôi vì tôi theo Chúa. Anh em xem xét đời sống của tôi và anh em sống y như tôi sống, thì anh em sẽ sống giống như là Chúa muốn anh em sống. Cho nên sự đào tạo những người trong Chúa, hướng dẫn những người trong Chúa, không phải là chỉ dạy về nguyên tắc, không phải là chỉ dạy những bài học, nhưng là chúng ta sống động trong lời của Chúa, rồi chúng ta ảnh hưởng nhau để tất cả đều sống trong cái sự theo gương của những người bước đi trong Chúa. Ở đây thì ông dùng cái chữ khuyên một cách rất là mạnh mẽ. Tôi lấy điều đó khuyên anh em, với một cái sự khẩn trương, với một cái sự xoáy động rất là rõ ràng. Tôi muốn anh em thi hành điều này và thi hành cách nhanh chóng và thi hành cách triệt để anh em có thể giống như Chúa, vì anh em giống như tôi và tôi bước đi theo Chúa. Và chúng ta thấy đây là cái chỗ rất là thách thức, nhất là khi chúng ta làm gương cho những người mà họ biết mình, hay là nói những điều mà
những người biết mình từ trong ra ngoài thì họ có thể nào theo được mình hay không. Chẳng hạn như khi mình đi giảng ở hội đồng hay là giảng những chỗ nơi xa trại của các hội thánh nào khác mà mình đi thì giảng rất dễ và giảng rất là xoáy động, tại vì không ai biết mình hết. Mình nói cái gì ta tưởng là đó là mình, là những điều mình sống, những điều mình thi hành. Nhưng mà giảng ở nhà trong hội thánh của địa phương của mình thì mới là cái thách thức. Người ta biết mình sống làm sao, người ta biết mình cảm xúc như thế nào, biết mình quyết định ra sao. Mà giảng cho vợ, cho con thì càng khó nữa. Con cái nó biết mình giận lúc nào, mình thái độ mình ra sao, mình đối xử với vợ, với mẹ nó như thế nào. Mình ăn ở như thế nào, mình giận, mình cư xử ra sao, tất cả những điều đó. Mà nếu mình không thi hành những điều mình sống, nếu mình không đi theo những gì mà mình chỉ dạy, thì mình có nói bao nhiêu nó cũng không nghe. Và càng nói bao nhiêu mà càng khác với những gì mình sống, thì chỉ làm cho nó càng sai trật thêm, làm cho nó cứng lòng thêm. Nó giống như nó bị chích ngừa rồi, nó không còn nghe mình được nữa. Mình nói bao nhiêu thì nó cũng nói thì biết rồi, biết sự thật rồi. Có nói đi nữa thì chỉ cứng lòng thêm mà thôi. Có những lúc mình sẽ tỉnh lại mà mình nói chết rồi, con cái mình nó càng ngày càng giống mình. Thì chúng ta phải đối diện cái chỗ là mình phải thưa với Chúa rằng xin Chúa giúp để con cái con, gia đình con càng ngày càng giống con. Vì con đi theo Chúa thì nó càng ngày càng giống Chúa. Và tôi muốn đọc một vài cái câu kinh thánh để chúng ta sẽ kết thúc sau phần này. Để đây thiết lập rằng đây là cái điểm mà chúng ta phải chú ý tới. Đó là chúng ta phải có thể sống để mà người khác theo mình, vì mình theo Chúa. Đây không phải là cái chuyện chỉ một số người nói được như là follow, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta sống trên nguyên tắc này. Ở trong Tê-xu-rô-ca thứ nhất đoạn 1 câu 6 thì sư đồ Phao-lô nói: anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Anh em bắt chước tôi thì anh em bắt chước Chúa. Hai điều đó nó đi song song với nhau, nó giống nhau. Đó là cả một lời tuyên bố rất là mạnh mẽ. Lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc chịu nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở thành gương tốt cho thầy thánh đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. Đây là cả nguyên tắc đây. Anh em theo tôi thì anh em theo Chúa. Anh em bắt chước Chúa, anh em bắt chước tôi. Hai điều đó giống nhau. Và khi anh em sống trong cái sự bắt chước đó thì chính anh em sẽ trở nên gương tốt cho hết thảy các tín đồ. Anh em sẽ là người mà người ta đi theo, là người mà người ta bắt chước. Vì anh em đi theo Chúa và anh em làm gương. Và anh em theo gương của chúng tôi và chúng tôi đi theo gương của Chúa Giêsu. Trong Philip đoạn 3 câu số 17, ông lại nói nữa: hỡi anh em hãy bắt chước tôi lại xem những kẻ ăn ở mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Ông nói là không phải chỉ theo tôi thôi, nhưng mà anh em có một cái mẫu mực của tin lành của Chúa, mẫu mực của lời của Chúa, mẫu mực của sự sống của Chúa, hoạt động trong đời sống của hội thánh anh em. Anh em theo những người đi theo cái mẫu mực này. Anh em biết những cái mẫu mực mà thích hợp với lời của Chúa, phản ánh lời của Chúa, đúng theo quyền năng của Chúa làm việc trong đời sống. Anh em bắt chước tôi và anh em bắt chước theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi, trong hội thánh. Thành thử không phải là chỉ là một số người, nhưng tất cả chúng ta phải sống trong cái mẫu mực của Chúa, làm gương cho nhau, thúc đẩy cho nhau. Đoạn 4 câu số 8, số 9 cũng trong sách Philip, ông nói thêm rõ ràng hơn nữa: rốt lại hỡi anh em, phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Những gì mà anh em thấy thì anh em nhận lấy, thấy điều mà anh em nghe, anh em nhận, anh em học, anh em thấy trong tôi, nhận định trong tôi, thấy trong đời sống của tôi thì anh em làm theo. Anh em làm theo thì sao? Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ đến cùng anh em. Làm sao để chúng ta sống như vậy? Khi chúng ta sống trong những gì người ta nghe về mình, những gì người ta thấy nơi mình, những gì người ta học nơi mình, thì người ta thấy đó là cái tiến trình mà chúng ta theo Chúa và họ làm theo, thì họ đi theo Chúa. Nên làm sao để chúng ta đi theo? Thì tác giả của sách Hebrew đoạn số 6 nhắc cho chúng ta như thế này: chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Anh em học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục, điều đó là chúng ta vừa nói xong. Nhưng mà chúng ta không thể học đòi họ mà trễ nải, chúng ta không thể theo những người sốt sắng trong Chúa mà không có lòng sốt sắng.
Chúng ta không thể lười biếng mà đi theo những người tiến trình trong đức tin. Cho nên chúng ta phải cố gắng giống như họ cố gắng. Chúng ta phải đi theo một cái mực thước mà họ đi theo. Chúng ta đi theo cái tiến trình mà họ đi theo, cái tốc độ mà đi theo Chúa, chúng ta cũng phải đi theo như vậy. Nhắc nữa là hãy anh em, hãy những người dắt dẫn mình truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, thì hãy nghĩ đến sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Có những sự dắt dẫn mà Chúa được để trong hội thánh, có những lời của Chúa được ban cho và thấy cái gương áp dụng trong hội thánh, thì anh em hãy nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến cái kết quả của đời sống như vậy thì đi theo đức tin. Và ông dặn cho chúng ta đó là cái sự làm gương trong hội thánh, sự sống động trong hội thánh mà ông muốn thấy được xảy ra. Chúng ta muốn ngừng ở đây, tại vì phần tới thì nói rất là điều quan trọng, vì cái đó tôi đã sai Timothy là con cứu giáo của tôi, cũng là trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối của tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học lần tới. Nhưng mà ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng để mà có thể thay đổi đời sống của hội thánh, để có thể giải cứu những anh chị em chúng ta sống trong cái ảo ảnh thuộc linh, để mà gây dựng hội thánh Chúa, thì chúng ta phải có cái sự nặng lòng khuyên bảo. Chúng ta phải đem lời của Chúa áp dụng cho nhau, dạy dỗ nhau, khuyến khích nhau, thay đổi nhau. Chúng ta phải nặng lòng sanh nở, chúng ta phải để đời sống của mình chịu cực chịu khó để Chúa có thể sử dụng chúng ta, đem tới sự sống cho những người khác trong Chúa. Rồi chúng ta phải nặng công dày công để nuôi dưỡng lẫn nhau, để khuyến khích lẫn nhau, để trả cái giá cho nhau, để có sự sống trong Chúa, sự tăng trưởng trong Chúa, sự phát triển trong Chúa. Nếu không có ai làm thì sẽ không có sự sống ở trong hội thánh, sẽ không có sự tăng trưởng trong hội thánh. Nếu không ai trả cái giá thì cũng sẽ không có sự thi hành này. Rồi chúng ta phải làm gương, chúng ta phải bước đi trong cái chỗ là người khác có thể theo mình để mà theo Chúa được. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ những điều này. Lát nữa khi các anh chị em cùng họp lại với nhau để cầu nguyện, thì hỏi cái câu hỏi rằng tôi đang sống cho ai để người đó sống giống Chúa? Tôi đang đeo đuổi người nào để đem lời khuyên bảo của Chúa vào trong đời sống của người đó? Tôi đang trả giá sanh nở, cưu mang để những người nào được sanh ra trong Chúa? Cưu mang ai để họ có thể được gây dựng trong Chúa? Chúng ta trả lời những điều đó vì Chúa gọi chúng ta để sống con đường đó, đem sự vinh hiển cho Chúa, đem sự tăng trưởng cho hội thánh Chúa, và đem cái kết quả mà Chúa muốn thi hành trong chính đời sống của chúng ta. Đó là trở nên giống Chúa Giêsu khi chúng ta đi con đường này. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, xin Chúa làm cho chúng ta có thể thi hành sự sai phái của Chúa, công việc của Ngài, và đứng trong cái chỗ đầy trọn của đức tin trong phước hạnh của Chúa. Xin Chúa chúc lành và hướng dẫn chúng ta. Xin chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta thờ phượng, chúng ta đem sự vinh hiển đến cho Chúa Giêsu qua sự chúng ta gánh nặng của người thiên liêng. Chúng ta gánh nặng lòng khuyên bảo, chúng ta nặng lòng sanh nở, chúng ta nặng lòng làm gương, chúng ta nặng lòng kỷ luật. Và xin Chúa giúp để chúng ta nâng bước lên càng cao. Xin Chúa giúp để chân càng lên chốn cao hơn. Lòng này nôn nao cho mình tiến lên thiên trình, thêm sức mạnh chân nghiệp thành tâm khấn, lướt sông băng ngàn, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện gia nâng bước lên càng cao, lòng tin không nôn chốn cao đặt chân, chỗ đã đặt dày giá miên vui nào, Chúa giơ chân vào ngay chốn cao hơn. Lòng nguyện tranh tiên chốn cao tuyệt vời, Chúa bước thêm trời quan cánh diệu chân, lòng lành văn khấn thắng lên thiên đàng, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn.
chân vào ngay chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước lên càng cao, lòng tin không nôn chốn cao đặt chân, chốn đã đặt dày dám yên vui nào. Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Tôi xin mời tất cả anh chị em đang ở đâu, xin chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta đã thờ phượng Chúa trong sự thỏa lòng trước trong lời của Chúa, đã được nghe lời Kinh Thánh, được đáp ứng với Chúa Giêsu, và chúng ta bây giờ muốn sống nối kết trong tuần còn lại với sự chúc phước của Chúa. Xin chúng ta nhận lấy lời của Chúa ban phước cho chúng ta. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời của chúng con đem chúng con vào tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, để sống cho Chúa Giêsu của chúng con và đem sự tôn vinh đến với Ngài. Dẫn chúng con đến hồng ân của Chúa Giêsu của chúng con trong ân điển của Chúa tại thập tự giá, để chúng con sống bày tỏ ân điển đó trong mọi khía cạnh của đời sống chúng con, ngày tháng của chúng con. Và cho chúng con nhận lấy quyền năng và lẽ thật từ nơi Đức Thánh Linh, để chúng con sống tuyên rao về phúc âm của Chúa Giêsu cho đến ngày Chúa Giêsu chúng con trở lại trong vinh hiển, ở với Hội Thánh Chúa, nối kết chúng con trong sự thông công của các thánh đồ, và cho chúng con sống động trong Chúa, đem ánh sáng của Chúa vào trong thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Anh chị em đi với Chúa trong tuần này, nối kết với nhau trong gia đình, trong hội thánh, lo tưởng cho nhau trong sự quan tâm. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tại trên mạng lúc 9 giờ sáng tuần tới.